Chương 1 Nguồn Mê com Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Cô Nguyễn Nguyễn biết bản thân mình sống không lâu, là một nữ phụ pháo hôi rác rưởi đẩy nam chính vào trong đám zombie, dù cho dãy dụa thế nào, vận mệnh của cô chính là bị nam chính bóp chết như kiến hôi, đương nhiên trước khi bóp chết còn phải bị đùa giỡn một phen. Nhưng mà như vậy cũng không sao cả bởi vì cô biết, cô lập tức sẽ phải chết so với việc bị nam chính mạnh mẽ chặt thành từng khúc, tô nhuyễn nhuyễn tình nguyện chết trước. Nhuyễn nhuyễn, cho dù em đói bụng cũng không thể uống thuốc ngủ. Người đàn ông ngồi sổng trước mặt tô nhuyễn nhuyễn, gương mặt lạnh lùng, tuấn mỹ mà ôn hòa, tinh tế. Hắn mặc đồ rằng ri, người cao chân dài, vai rộng eo hẹp, sau lưng mang một cái túi cũ rách, túi vải mỏng manh, mơ hồ có thể nhìn ra hình dạng của đồ vật bên trong. Tô Nhuyễn Nguyễn biết, đó là một cái rìu. Người đàn ông này, chỉ dựa vào một cái rìu mà hoành hành trong tận thế, trở thành vị chúa tể của thế giới mạnh được yếu thua, không hề bị tam quan hạn chế. Một người đàn ông tuấn mỹ nhã nhặn lại cầm rìu khắp nơi chém người. Tô Nhuyễn Nguyễn, Nguyễn mỉm cười. "Tác giả, cô bị bệnh méo gì vậy?" Ba ngày trước, Tô Nhuyễn Nguyễn xuyên vào một quyển tiểu thuyết tận thế có tên là "Trùng sinh thống trị tận thế" nam nữ chính trùng sinh trở về, cường cường liên hợp, thống trị tận thế. Đây là một câu chuyện tình yêu xưa lâm vào đại nạn mang theo hy vọng sống mãnh liệt, khiến người khác cảm động biết bao. Tuy tác giả không xác định rõ tình cảm giữa nam chính và nữ chính, nhưng hai người một nam một nữ trong lúc đó chẳng lẽ còn có thể tồn tại tình huynh đệ đơn thuần sao? Ít nhất lúc ấy, Tô Nguyễn Nguyễn vẫn chèo CP. Nhưng Tô Nguyễn Nguyễn tuyệt đối không nghĩ tới, có một ngày, cô vậy mà có thể trực tiếp phá vỡ CP. Nếu không phải thân phận quá xấu hổ, hoàn cảnh quá éo le, thiết lập nhân vật quá tệ, nam chính quá hung tàn, Tô Nguyễn Nguyễn nhất định sẽ cảm động đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Nhưng mà bây giờ, cô đã bị dọa đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng rồi. Nhân vật Tô Nguyễn Nguyễn trong truyện là Bạch Nguyệt Quang của Nam Chính, cũng là bạn gái nhỏ yếu ớt của Nam Chính. Bạch Nguyệt Quang, ánh trăng sáng ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ý nói trong lòng vẫn luôn có một người mình yêu thương, ái mộ nhưng lại không ở bên cạnh, không thuộc về mình. Xuất phát từ tiểu thuyết Hoa Hồng Đỏ và Hoa Hồng Trắng của Trương Ái Linh. Mà người đàn ông ngồi sổng trước mặt cô tên là Lục Thời Minh, là nam chính của quyển truyện này. Tướng mạo của Lục Thời Minh không có gì để soi mói, hắn nhã nhặn, tuấn mỹ, ngọc chất kim tương, là ánh trăng trên trời ngày thu, là tuyết trắng tinh khiết trên cây tuyết tùng ngày đông ngọc chất kim tương. Ngọc pha vàng, chỉ vẻ đẹp bên ngoài và bên trong sạch sẽ không vướng một tia bụi trần. Nhưng một nam chính như thế, sau khi trọng sinh lại lập tức trở thành một tên siêu cấp đại, biến, thái. Cả chuyện một đống đạo lý, cái gì mà tận thế tàn khốc, tình người ấm lạnh, thế sự vô thường, trước mặt nam chính đều không tồn tại. Đây rõ ràng là nhật ký thăng cấp của tên biến thái cùng chặt đầu lại đội lốt một con gà yếu ớt. Mà dựa theo trong truyện, thân thể cô đang xuyên vào chính là bạch nguyệt Quang của lục thời minh trước khi nam chính trọng sinh vì tự vệ mà đẩy hắn vào đám zombie tô nhuyễn nhuyễn quy a à quy lục thời minh sau khi trọng sinh người đầu tiên muốn thu thập dĩ nhiên là cô trình độ hung tàn của nam chính có thể so với đại quái thú cô dư la tô nhuyễn nhuyễn quyết định tự mình kết thúc tuyệt đối không liên lụy đến một đầu ngón tay của nam chính tuy nam chính rất hung tàn nhưng không sao Cô lập tức phải chết. Tô Nguyễn Nguyễn trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Người đàn ông lo lắng, chậm rãi nói: "May mắn, lọ thuốc ngủ này là giả, làm từ bột mì." "Tô Nguyễn Nguyễn?" "Ai, không đúng, cô mua trong hiệu thuốc lớn chính quy mà." "Ai, anh nhìn tên xưởng sản xuất." "Nào, uống nước đi." Người đàn ông nắm hàm dưới Tô nhuyễn Nguyễn, rót vào miệng cô một ngụm nước. Tô nhuyễn Nguyễn bẹp bẹp miệng cảm thấy rất ngọt, liền thuận thế ôm muốn uống mấy ngụm nữa, sau đó bị người đàn ông ngăn cản. Hiện tại nước rất khan hiếm, nhuyễn nhuyễn, chúng ta phải uống tiết kiệm một chút. Chờ đến gần khu sinh tồn, chúng ta liền có hy vọng rồi. Tô nhuyễn nhuyễn tội nghiệp nhìn chai nước kia, còn đang đắm chìm trong nỗi khổ bản thân uống phải thuốc giả. Tô nhuyễn nhuyễn biết, nam chính lục thời nam vừa trọng sinh đã vô tình nhận được không gian. Về sau sẽ còn phát triển lớn mạnh hơn nữa, là dị năng độc nhất vô nhị trên thế giới này, Tô Nguyễn Nguyễn nhớ rõ, bên trong không gian của Nam Chính cái gì cũng có. Chính là một mảnh thế ngoại đào nguyên. Quan trọng nhất chính là trong đó còn có một linh tuyền, cho dù bạn chỉ còn lại một hơi, ngâm trong linh tuyền một ngày một đêm, ngày hôm sau có thể khỏe mạnh, bay múa chạy nhảy. Tô Nguyễn Nguyễn nghĩ, cả đời này cô có khi không thể uống được, nghĩ tới đây, cô chỉ có thể liếm liếm nước còn động trên môi của mình để an ủi. Tuy lần đầu tiên chết không thành nhưng Tô Nguyễn Nguyễn biết, cô còn rất nhiều cơ hội. Bạn xem, con zombie kia sức mạnh to lớn, một quyền của nó có thể đập nát đầu cô. Bạn xem, con zombie kia linh hoạt đa dạng, một cước của nó có thể đạp chết cô. Tô Nguyễn Nguyễn đứng trước cửa sổ quan sát nửa giờ, cảm thấy cực kỳ hài lòng, đặt tên cho chúng là không có não và không vui vẻ, sau đó bị Lục Thời Minh bắt vào trong túi ngủ đi ngủ. Người đàn ông ôm lấy cô tỉ mỉ đắp kính chăn cho cô. Tô Nguyễn Nguyễn vừa run vừa sợ, sau đó khò khò ngủ thiếp đi. Trong bóng tối, người đàn ông chậm chạp mở mắt, ánh mắt của hắn rơi xuống trên mặt Tô Nguyễn Nguyễn. Đây là một gương mặt thuần khiết vô hại, dù nhìn thế nào cũng thấy giống một gốc hoa thỏ ti nhu nhược, chỉ có thể phụ thuộc vào hắn mà sống. Hoa thỏ ti là một cây thân mềm sống ký sinh và hút dinh dưỡng của cây chủ, khiến cây chủ khô héo dần rồi chết ít nhất lục thời minh kiếp trước cũng cho rằng như thế hắn che chở cô đưa cô đến khu sinh tồn sau đó ngay trước cửa khu sinh tồn lại bị cô đẩy vào đám zombie khi đó hắn mới biết được thì ra đây là một gốc hoa thỏ ti có độc thực ra nếu nói là thích hắn cũng không có hứng thú gì lớn với cô có thể hắn chỉ thích gương mặt này mà thôi bởi vì lục thời minh đã biết tính cách sau này của cô hắn hoàn toàn không còn một chút hứng thú nhưng hắn không nghĩ tới cô sẽ quyết tuyệt như vậy đẩy hắn vào trong đám zombie mà nếu nói là oán hận hắn cũng không có thậm chí lúc tỉnh lại nhìn thấy khuôn mặt như thế hắn cũng không nhấc nổi nửa điểm hứng thú lục thời minh vốn là người lãnh tình lãnh tính mọi người lần đầu tiên nhìn thấy hắn đều sẽ cảm thấy đây hẳn là một người tốt thân sĩ ôn nhu thanh lãnh nhưng chỉ mình lục thời minh biết con người thực chất bên trong hắn thờ ơ vô cảm trong bóng tối tay người đàn ông chậm rãi dời lên trên rơi xuống cổ của tô nhuyễn nhuyễn cổ thiếu nữ tinh tế trắng như tuyết chỉ cần vặn nhẹ một cái liền sẽ giống như con con zombie bị chặt đầu vừa rồi lục thời minh lại không động thủ chỉ là nhẹ nhàng bóp lấy tựa như bóp tiểu sủng vật của mình hắn nghĩ cứ thế mà chết đi thật không thú vị đúng không cần phải sống tốt nha sống tốt để cảm nhận một chút cái tận thế tàn khốc tuyệt vọng này đi ngày thứ hai Cô Nguyễn Nguyễn thần thanh khí sản từ trong túi ngủ leo ra, tiếp tục thưởng thức zombie bên ngoài, sau đó phát hiện hai con zombie hôm qua mình nhìn thấy đều biến mất. Hả? Không có não và không vui vẻ của cô đâu. Nguyễn Nguyễn, phải xuất phát rồi. Người đàn ông rõ ràng trời sinh thanh lãnh lại có một đôi mắt đào hoa lấp lánh, đúc cười lên đa tình lại thờ ơ, Nguyễn Nguyễn, chúng ta chỉ còn lại một bình nước. Gần đây hình như có một siêu thị minh, chúng ta vào lấy chút vật tư đi. Người đàn ông nhíu lại lông mày, tựa đang phát sầu, nếu không phải tô nhuyễn nhuyễn biết chân tướng, thiếu chút nữa liền tin. Bên trong thế ngoại đoàn nguyên kia của anh không phải cất giấu rất nhiều gà vịt cá ngỗng sao. Cho nên, người chật vật chỉ có mình cô. Tô nhuyễn Nguyễn sống còn gì luyến tiếp nhìn lục thời minh không biết từ chỗ nào lấy ra một chiếc xe điện nhỏ, lâm vào nghi hoặc thật sâu. Chúng ta, không có xe sao? Thật xin lỗi. Nguyễn Nguyễn. Anh không biết lái xe. Được rồi, tôi tin anh. Tô Nguyễn Nguyễn yên lặng ngồi lên xe điện nhỏ yêu quý của Nam Chính, Lục Thời Minh ngồi phía trước, xe điện phát ra hai tiếng, tích tích, zombie bên ngoài nghiêng đầu dạo qua một vòng. Tô Nguyễn Nguyễn cảm thấy rất nguy hiểm. Cô đề nghị. Nếu không chúng ta đội mũ bảo hiểm đi. Lục Thời Minh. Zombie không có thị giác, bọn chúng sẽ căn cứ vào âm thanh mà di chuyển. Tô Nguyễn Nguyễn vốn cho là ngồi trên con xe điện kia cô hẳn phải chết không nghi ngờ gì, không nghĩ tới, những con zombie kia giống như mắt mù, hoàn toàn không thấy được bọn họ, cho dù bọn họ đang đi với tốc độ rùa bò. Tô Nguyễn Nguyễn. 2. Tô Nguyễn Nguyễn cảm thấy rất kỳ quái. Sau đó cô phát hiện không có não và không vui vẻ mà hôm qua cô nhìn thấy thế mà đang phơi thay đầu đường cách chết thê thảm, rõ ràng là bị một triều chặt đứt cái ót. Thì ra những con zombie này không phải bị mù mà là đang sợ hãi. Hôm qua người đàn ông này thừa dịp cô ngủ, một mình quét toàn bộ zombie trên đường. Tô Nguyễn Nguyễn dùng sức nuốt ngụm nước bọt. Cô thình lình nhớ tới Tô Nguyễn Nguyễn khi chết, không phải lập tức chết mà bị sống sờ sờ chặt thành từng đoạn. Đầu tiên là chân, sau đó là tay. Cuối cùng là đầu một chút đều không gọn gàng, hu hu hu. Mẹ ơi, con muốn về nhà. Tô Nguyễn Nguyễn bị sợ quá khóc. Lục thời minh an ủi. Nguyễn Nguyễn, đừng sợ. Tô Nguyễn Nguyễn khóc to hơn. Sợ đây là lần đầu tớ edit có chỗ nào chưa tốt mong các bạn góp ý, tớ sẽ tiếp thu và sửa lại. Chương 2 Nguồn Mê truyện audio.com Thời điểm đến siêu thị mini Tô Nguyễn nhuyễn ngay người nhìn tình huống bên trong. Sao zombie bên trong đông như đi hội vậy? Tô Nguyễn Nguyễn đi cà nhắc, sau đó phát hiện chỉ có một chỗ là cực kỳ đông, còn lại chung quanh thập phần trống trải. Tô Nguyễn Nguyễn cảm thấy bên kia có thể có đồ tốt gì đó hấp dẫn zombie đến gần nhìn, cô mới phát hiện đây quả là đồ tốt. Một zombie nam mặc âu phục dính máu sắp bị một đống zombie ép thành bánh, nó thân cao chân dài, khuôn mặt tuấn Mỹ lúc này bị dán lên kính biến thành khuôn mặt văn vẹo, đã biến thành zombie rồi. Nếu không phải Tô Nguyễn Nguyễn có tuệ nhãn nhìn soái ca, nhất định cũng không nhận ra. Thì ra zombie cũng có thẩm mỹ quan nha. Mốt đống nữ zombie tre và măng mọc đè ép nam zombie, đám nam zombie ở góc đối diện ủy khuất co lại thành một đoàn. Ngao ô ô. Đừng chen lấn, ngao ô ô. Siêu thị cũng không phải nhà anh mở, chen lấn đó thì làm sao mà khi lục thời minh một chân gạt chân chống xe điện nhỏ, chậm rãi bỏ mũ bảo hiểm xuống, đám nữ zombie kia đột nhiên dừng động tác, tô nhuyễn nhuyễn nghĩ, mấy nữ zombie này nhất định là ngửi thấy vị thịt người tươi mới, quyết định tiến hành công kích. Tới đi, tới đi, khiến cô cảm nhận một chút thế nào là tận thế tàn khốc đi. Tô nhuyễn nhuyễn ưỡng ngực, dũng cảm đối mặt zombie. Đám nữ zombie điên cuồng gầm thét, ánh mắt xuyên qua tô nhuyễn nhuyễn, nhắm đến lục thời minh đứng sau lưng cô. Tô Nguyễn Nguyễn. Ai, không đúng, tôi tươi non thế này, các người chẳng lẽ không có suy nghĩ gì sao? Tô Nguyễn Nguyễn thử lộ ra cánh tay của mình, bị lục thời minh tri kỷ buông xuống, thuận tiện buộc chặt lại ống tay áo. Nguyễn Nguyễn, coi chừng bị lây nhiễm. Tô Nguyễn Nguyễn ủy khuất biểu môi, cảm thấy mình bị zombie xúc phạm. Các người rõ ràng đều mù lòa. Sao còn thích ngắm soái ca như vậy? chẳng lẽ ngửi một cái là có thể phát hiện đẹp trai hay không? Tô nhuyễn Nguyễn trừng mắt, đụng đụng lục thời minh bên cạnh. Trong cái tận thế bẩn thiểu này, trên người người đàn ông này lại mang theo mùi hương thanh lãnh nhàn nhạt, giống như một nắm tuyết ngày đông, lại giống như một làn gió mát ngày hạ. Ngao ô ô ô. Đám zombie trong siêu thị đã chờ không nổi muốn nếm thử mùi vị soái ca, đám zombie nam co rút ở nơi hẻo lánh kia giờ phút này giống như nổi cơn điên, chạy tới chen chúc cùng đám nữ zombie, bọn chúng bị khóa ở bên trong, chỉ có thể không ngừng đập cửa kính, cảnh tượng thảm khốc, thập phần hùng vĩ. Có thể so với cảnh mọi người tranh đoạt đồ ăn giá rẻ, tuy tô nhuyễn nhuyễn một lòng muốn chết những cô vẫn rất sợ hãi. Zombie đều hung tàn như vậy sao? Chẳng lẽ trên thế giới này không có chỗ cho loại vô dụng như cô đặt chân sao? Không sao, nhuyễn nhuyễn. Chúng ta không vào được siêu thị, vào nhà kho cũng được trong nhà kho bình thường không có người, cho dù có người biến thành zombie cũng sẽ không nhiều giống trong siêu thị. Lục thời minh 7 lần hoặc 8 lần rẽ dẫn tô nhuyễn nhuyễn tránh zombie, tìm nhà kho của siêu thị. Cửa nhà kho khóa lại, vừa nhìn là biết bên trong không có người, khóa là loại khóa làm bằng sắt đã rất cũ, còn có dây xích treo chắc chắn. Lục thời minh cầm một viên gạch, đập 10 phút không vỡ, thập phần yếu mềm vô lực. Tô nhuyễn nhuyễn. Đại lão, anh hơi quá rồi. Rốt cục, sau 10 phút nữa, khóa bị đập vỡ. Người đàn ông quay đầu, nở nụ cười sáng lạng với tô nhuyễn nhuyễn, gió mát thổi tới, thổi lên tóc đen rủ trước trán người đàn ông, mang theo một chút mồ hôi ẩm ướt, lộ ra khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ. Tô nhuyễn nhuyễn nhìn khuôn mặt đẹp trai này mà run sợ, ý muốn chết cần thêm mãnh liệt. Vang cầu anh, để tôi chết đi. Đừng hành hạ tôi nữa. Nguyễn Nguyễn, em tìm đồ ăn, anh tìm nước. Lục thời minh và tô nhuyễn nhuyễn tách ra đi vào trong kho hàng, tô nhuyễn nhuyễn ngoan ngoãn đeo ba lô, nghỉ nghĩ rồi cầm một túi khoai tây chiên vừa ăn vừa tìm. Dù thế nào cũng phải là một con ma no. Hòa! Quả nhiên là khoai tây chiên vị chanh cô yêu nhất. Trong CV và bản tiếng Trung đều ghi là vị thanh ninh, tớ tra thanh ninh là vị chanh. Chắc bên Trung ăn vị này thật, tô nhuyễn nhuyễn ăn xong một túi khoai tây chiên, đột nhiên phát hiện chỗ cửa ra vào có động tỉnh lại có zombie ngửi thấy mùi chạy vào. Tôi nhuyễn nhuyễn nhớ ra, vừa nãy là cô vào cửa trước, cho nên là lục thời Minh không đóng kỹ cửa. Được rồi, thủ đoạn muốn khiến cô thích ứng với tận thế tàn khốc này của nam chính cô đánh giá rất cao. Tôi nhuyễn nhuyễn thèm nhỏ giải nhìn hai bắp tay rắn chắc của zombie đang chuẩn bị anh dũng chịu chết, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt zombie một mắt bị rơi ra vẫn không nhịn được khóc. Cô không thể, hu hu hu. Tô Nguyễn Nguyễn đứng cạnh kệ hàng mũ bảo hiểm, hy vọng sống mãnh liệt và lòng muốn chết dãy dụa gào thét trong nội tâm Tô Nguyễn Nguyễn. Tô Nguyễn Nguyễn vừa khóc, vừa đặt mũ bảo hiểm lên đầu zombie. Zombie bị đội mũ bảo hiểm không thể cắn người, hơn nữa tự hồ giống như thính lực bị ngăn cách đi loạn khắp nơi. Sau đó, càng ngày nhiều zombie tràn vào. Tô Nguyễn Nguyễn leo lên trên kệ hàng, tiếp tục vừa khóc vừa đặt mũ bảo hiểm lên đầu zombie. Cô thật khổ, hu 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 đột nhiên một tiếng trầm vang lên một chiếc xe trực tiếp đâm vào nhìn dấu vết trên xe chắc cũng đã trải qua nhìn tai nạn rồi đoán chừng nếu đụng thêm một lần nữa có thể trở thành một đống sắt vụn zombie mang mũ bảo hiểm bị đụng bay một cô gái đi từ trong xe ra cô gái mặc một thân quân phục màu xanh sau lưng mang một khẩu súng dài tóc cột đuôi ngựa lộ ra khuôn mặt lạnh lùng sắc nét cô ấy có một đôi mắt phượng lúc nheo mắt lại mang vẻ mạnh mẽ độc đoán Tô Nguyễn Nguyễn biết, người này chính là nữ chính, Nghê Dương. Xuất thân lính đặc chủng, thể chất cường hãn, hiện tại đã có được dị năng lôi điện. Bây giờ vừa mới tận thế không lâu, người sở hữu dị năng còn ít. Người giống như Nghê Dương càng là lông phượng sừng lân, huống chi, dị năng của cô ấy lại là dị năng lôi điện, cường đại nhất. Người phụ nữ một phát súng một con zombie, đạn bắn xuyên thấu mũ bảo hiểm, đám zombie ngao ô ngã xuống đất ngao, nhóm tiểu khả ái của cô, sao lại chết hết thế này? Tô Nguyễn Nguyễn khóc ròng ròng, cảm thấy bản thân cách cái chết lại xa thêm một bước. Nhưng mà sao nữ chính lại xuất hiện ở đây? Cô ấy chẳng lẽ không phải là đợi sau khi pháo hôi rác rưởi là cô chết đi mới gặp được nam chính ở khu sinh tồn, sau đó cùng nhau hoành hành bá đạo, ngang ngược càng rỡ sao? Nghe Dương nhìn xung quanh nhà kho, thấy được Tô Nguyễn Nguyễn và Lục Thời Minh. Lúc Tô Nguyễn Nguyễn đang bị zombie vây lại tấn công, Lục Thời Minh không biết tránh ở chỗ nào xem náo nhiệt. Chờ nghe Dương xuất hiện, Lục Thời Minh mới lo lắng, chậm rãi đi tới, trên dưới xem xét Tô Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn, em không sao chứ? Tôi có sao hay không anh không biết sao? Tô Nguyễn Nguyễn hu hu khóc trong ngực Lục Thời Minh. Nghe Dương cũng là người trọng sinh, cô biết, nếu muốn sống sót ở tận thế này, nhất định phải lòng dạ ác độc. Cô cũng không có dự định cứu người, cô chỉ muốn vật tư. Huống chi, một nam một nữ này, nam thì nhìn tay trói gà không chặt, mười ngón tay không dính nước mùa xuân, xem ra chính là công tử thế gia cái gì cũng không biết làm. Nữ thì khóc giống một đóa tiểu bạch hoa, xem ra chính là con chồng trước vừa ra khỏi cửa lập tức sẽ bị cắn chết. Con chồng trước có nghĩa là gánh nặng, Vướng Viếng Dương một chút cũng không định cứu bọn họ. Nhưng không nghĩ đến người đàn ông kia đột nhiên mở miệng nói: Tôi có không gian, có thể chứa vật tư. Nghe dương dừng lại bước chân, mở cửa xe, lên xe. Lục thời minh ôm tô nhuyễn nhuyễn, chậm rãi leo lên xe. Nghe dương. Người không biết còn tưởng hai người đang dạo chơi ngoại thành đó. Mẹ nó hai người nhanh lên. Nữ chính khó chịu rồi, online chờ gấp. Tô nhuyễn nhuyễn lập tức đi lần mò đi vào. Chúng ta ra ngoài thế nào? Tô nhuyễn nhuyễn ngồi ngay ngắn nhướng mày đẹp nhìn nhóm zombie ghé vào cửa sổ xe tôi có cách nghe dương không biết nơi nào móc ra một cái loa lớn sau đó ném về phía trước loa lớn rơi xuống đất âm thanh phát ra mẹ con muốn ăn khoai nướng ăn ăn củ khoai lớn ngon quá ngọt vô cùng khoai nướng zombie lập tức bị hấp dẫn xem ra là đối với khoai nướng tình hữu độc chung một đống zombie vây quanh cái loa bất lực cào Tô Nguyễn Nguyễn nhìn nhà kho trống không một zombie. Cờ nờ, vô tình. Nghe Dương giải thích nói. Zombie thị giác rất kém, hoàn toàn dựa vào thính giác và khứu giác để phân biệt con mồi. Nói xong nghe Dương thoáng nhìn phía sau. Đối diện với ánh mặt hai con gà yếu ớt các người nghe hiểu không của nữ chính, Tô Nguyễn Nguyễn cảm thấy bản thân bị vũ nhục. Không gian của anh lớn bao nhiêu? Có thể chứa bao nhiêu đồ? Nghe Dương vừa lái xe, vừa hỏi thăm Lục Thời Minh. Không lớn, 20 mét vuông. Nói láo, hắn nói láo. Thế ngoại đào nguyên kia của hắn có thể kéo dài vô hạn. Tô Nguyễn Nguyễn trợn tròn mắt, cố gắng ấm ức, hai hốc mắt đỏ lên. Lục Thời Minh nói. Thật xin lỗi, Nguyễn Nguyễn, ngay từ đầu đã không nói cho em chuyện này. Sau đó người đàn ông đưa tay, nhẹ nhàng ôm cô. Tô Nguyễn Nguyễn chạm phải rìu của hắn trong tôi, lập tức yểu xìu. Nguyễn Nguyễn, anh sẽ bảo vệ em. Tô Nguyễn Nguyễn càng yểu xìu hơn. Hai người là... Nghe Dương do dự mở miệng. Đây là bạn gái tôi. Trên khuôn mặt trắng nõn của lục thời minh lộ ra một tầng đỏ ửng nhàn nhạt. Tô Nguyễn Nguyễn sợ ngây người. Hận không thể tại chỗ trao cho vị đại lão này một giải Oscar. Tôi muốn đi khu sinh tồn, hai người thì sao? chúng tôi cũng muốn đi khu sinh tồn. Lục Thời Minh nói. Nghe Dương trầm tư nửa khắc, từ đây đến khu sinh tồn, toàn bộ vật tư nhặt được, tôi tám các người hai. Tôi sẽ bảo vệ hai người đến khu sinh tồn. Tôi nhuyễn nhuyễn vương cổ nhỏ chen lên giữa hai ghế ngồi phía trước, nghiêm túc chỉ trích, cô thật xấu tính. À! Nữ chính cười lạnh một tiếng. Đánh tay lái một cái, xe rẽ ngang, Tô Nguyễn Nguyễn nghe thấy một tiếng két phát ra từ cái cổ yếu ớt của mình. Cô lập tức đâu đến phát khóc, sau đó tìm Lục Thời Minh cáo trạng. Cô ấy khi dễ em. Lục Thời Minh đau lòng tiếc nuối, thật xin lỗi, Nguyễn Nguyễn, anh không đánh lại cô ấy. Tô Nguyễn Nguyễn khóc càng thương tâm. Anh gạt người. Lục Thời Minh đã sớm tìm ra phương pháp sử dụng không gian linh tuyền. Hắn đã âm thầm rèn luyện thân thể mình kết hợp với linh tuyền từ lâu. Cho dù nữ chính nghe dương là lính đặc chủng được huấn luyện chuyên nghiệp, thì khi đánh nhau cũng không phải đối thủ của hắn. Tô Nguyễn Nguyễn nhịn không được cảm thán, đây chính là hào quang nam chính nha. Đừng nhìn hắn yếu như gà, thực ra một quyền có thể đánh chết nữ chính. Nghe dương không nhịn được nói. Thế nào? Lục thời minh gật đầu, được. Cứ như vậy, trong khi Tô Nguyễn Nguyễn bi thảm khóc thúc thích, hai nhân vật chính đã đạt được sự đồng thuận. 20 mét vuông không gian cũng là không gian, có thể chứa không ít đồ. Sau khi nhận thấy con người phế vật này còn có thể lợi dụng, Nghe Dương đã chấp nhận sự tồn tại của lục thời minh, lại nhìn tới trên người Tô Nguyễn Nguyễn. Người này mới thực sự vô dụng. Tô Nguyễn Nguyễn. Tôi cảm thấy ánh mắt cô nhìn tôi rất có ý kiến. Nghe Dương là người ít nói. Lục thời minh cũng không phải người nói nhiều. Mà Tô Nguyễn Nguyễn đang trầm tĩnh trong bi thương, hoàn toàn không muốn nói chuyện. Nửa giờ sau, nghe Dương Cao Mày nói. Xe của tôi vừa nãy đâm hỏng rồi. Lục thời Minh trầm tĩnh nửa khắc, bạn tôi nhà ở gần đây. Nhà cậu ấy rất nhiều xe. Nghe Dương. Đáng tin cậy sao? Lục thời Minh ôm nhu cười một tiếng, từng. Vị bạn bè đáng tin cậy này tên là Trương Chí Hạo, là anh em tốt của hắn, sau khi bố mẹ Lục Thời Minh chết, cùng hắn lớn lên. Lục Thời Minh kiếp trước vẫn là một thanh niên chính trực. Lục Thời Minh rất tin tưởng người bạn thân này của hắn, mang theo Tô Nguyễn Nguyễn tìm cậu ta nương tựa. Dựa theo kịch bản, ngay lúc đó Trương Chí Hạo đã vô tình có được dị năng hệ thổ, Lục Thời Minh vui mừng cho huynh đệ, không nghĩ huynh đệ của hắn lại cướp đi di vật mẹ hắn để lại, cầm đi không gian, còn muốn cướp bạn gái hắn. Tao chịu đủ rồi. Mày dựa vào đâu mà mọi thứ đều mạnh hơn tao lớn lên đẹp trai hơn tao thành tích tốt hơn tao cũng được hoan nghênh hơn tao ngay cả tô nhuyễn nhuyễn cũng bị mày theo đuổi thật ra là tự tô nhuyễn nhuyễn tỏ tình nhưng trong mắt trương chí hạo cũng chẳng khác nhau là mấy trương chí hạo rất thích cái tận thế này bởi vì nơi này không có pháp luật giống như rừng rậm nguyên thủy cường giả vi tôn chỉ cần bạn có sức mạnh bạn có thể trở thành chúa tể thế giới này Trương Chí Hạo tự ti sau khi có được sức mạnh, lập tức trở mặt với Lục Thời Minh. Vênh váo tự đắc khoa tay múa chân. Lục Thời Minh đều nhịn. Nhưng về sau, Trương Chí Hạo nổi lên tâm tư với Tô Nguyễn Nguyễn, có ý muốn dùng sức mạnh cưỡng ép. Nếu không phải Lục Thời Minh liều chết mang Tô Nguyễn Nguyễn ra ngoài, chỉ sợ Tô Nguyễn Nguyễn cũng không sống đến khi đến khu sinh tồn. Đương nhiên, Tô Nguyễn Nguyễn sau khi mất đi Lục Thời Minh che chở sống trong khu sinh tồn cũng không tốt. Cô rất xinh đẹp. Ở tận thế, phụ nữ xinh đẹp mà không có bản lãnh chỉ có thể biến thành đồ chơi. Cô nhuyễn nhuyễn thâm trầm thở dài một tiếng, sờ cổ nhỏ mảnh khảnh của mình, cảm thấy thế giới này đối với cô thật quá tàn khốc. Lúc xe đến nhà Trương Chí Hạo, vừa vặn hết dầu. Nhà Trương Chí Hạo là một dãy biệt thự độc lập. Trong sân có ba bức tường kỳ quái, giống như trồi lên từ dưới đất, nổi bật mà kỳ lạ trước khi gõ cửa nghe dương thần sắc quá dị nhìn chầm chầm tường đất kia một phút sau đó nói tôi đề nghị không nên đem chuyện anh có không gian tùy tiện nói cho người khác biết lục thời minh vì sao nghe dương trào phúng cười một tiếng hai người cai còn không biết tận thế tàn khốc thật sự là ngây thơ đến đáng thương có đôi khi lòng người còn đáng sợ hơn cả zombie tôi nhuyễn nhuyễn điên cuồng gật đầu nữ chính cô mở to con mắt mà nhìn xem người bên cạnh tôi mới là tên đại biến thái lục thời minh như có điều suy nghĩ sau đó ôn hòa gật đầu nói được dáng vẻ mặt cho người khi dễ nói xong hắn nhìn về phía tôi nhuyễn 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 cũng phải giúp anh giữ bí mật nha tôi nhuyễn nhuyễn nơm nớp lo sợ đẩy ba lô trên vai của lục thời minh không biết vô tình hay cố ý lưỡi rìu cứng rắn bên trong chọc vào hai gò má cô bởi vì thiếu ăn uống nên tô nhuyễn nhuyễn sụp cân với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Eo nhỏ kia một tay của lục thời minh có thể nắm gọn. Nhưng mà trên mặt cô vẫn mang vẻ bầu bỉnh của trẻ con. Khuôn mặt mềm nhũng bị chọc, hai má bánh bao kết hợp với đôi mắt to ngập nước, tội nghiệp giống như gốc hoa thỏ ti không có cây chủ để ký sinh. Em, đảm bảo, giữ bí mật. Tô nhuyễn nhuyễn nhìn thấy bao lô chưa kéo khóa hết vô tình lộ ra một góc triều là cố ý, chắc chắn là cố ý, đây là uy hiếp, đây rõ ràng là uy hiếp. Nguyễn Nguyễn thật ngoan. Làm phiền ngài thu lại cái lưỡi rìu lớn kia, cô thấy sắc là choáng ván. Tê sờ cảm ơn bạn nào đó đã chờ 33.333. Mọi người phát hiện lỗi chính tả hay chỗ nào chưa được thì chỉ cho tớ. Chương 3 Nguồn Mê truyện audio.com Người mở cửa là bạn gái Trương Chí Hạo mái tóc uốn sóng lớn, khuôn mặt trang điểm nhẹ. Hiển nhiên cuộc sống trong tận thế tàn khốc này trôi qua khá tốt. Lục thời minh. Người phụ nữ đứng sau ba bức tường đất mở ra cửa nhỏ, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lục thời minh nói. Đoạn trân, chí hạo có ở đây không? Đoạn trân nhìn thoáng qua ba người toàn thân chật vật, không dám mở cửa. Một người đàn ông bước ra từ phía sau đoạn trân, dung mạo không tồi, nhưng đuôi lông mày treo lên, trông không giống người tốt thời minh sao cậu lại tới đây trương chí hảo có chút ngoài ý muốn anh ta cho rằng loại công tử yếu như gà giống như lục thời minh đã sớm bị zombie căn chết lục thời minh lộ ra nụ cười tái nhợt từng ánh mắt trương chí Hạo đầu tiên nhìn lướt qua nghe dương sau đó dừng lại trên người tô nhuyễn nhuyễn cô gái nhỏ mặc một bộ đồ rằng ri rộng sợ hãi rụt rè tránh sau lưng lục thời minh lộ ra đôi mắt xinh đẹp sạch sẽ là Tô Nguyễn Nguyễn. Hai mắt Trương Chí Hạo phát sáng. Trước tận thế, Tô Nguyễn Nguyễn là nữ thần trường học, khuôn mặt thanh thuần giống như tiểu tiên nữ kia không biết đã bắt được bao nhiêu trái tim các chàng trai. Đương nhiên trong đó cũng bao gồm Trương Chí Hạo. Đáng tiếc là, nữ thần của trường đã cùng nam thần của trường kết thành một cặp, cũng chính là Lục Thời Minh. Đối diện với nữ thần, Trương Chí Hạo không nói hai lời, đã chuẩn bị cho người đi vào đoạn chân có chút không vui. Ai biết bọn họ có từng bị zombie cắn hay không? Vậy thì kiểm tra một chút đi. Trước kia, Trương Chí Hạo vẫn luôn đi theo Lục Thời Minh, nghe hắn chỉ huy. Hiện tại, thái độ của anh ta rõ ràng đã thay đổi. Hiển nhiên, anh ta đã coi mình là người lãnh đạo. Đàn ông kiểm tra đàn ông, phụ nữ kiểm tra phụ nữ. Sau khi phát hiện không có điều gì thường, Trương Chí Hạo liền hào phóng cho người đi vào. Ba người bọn Lục Thời Minh mặc dù không có bị zombie cắn, nhưng trên người vẫn có chút vết thương nhỏ. Bạn gái tôi là y tá. Để cô ấy bôi thuốc cho mọi người đi. Tôi tên là Đoạn Trân. Người phụ nữ đối với Tô Nguyễn Nguyễn địch ý hết sức rõ ràng. Dù sao ánh mắt của Trương Chí Hạo quá trần trụi. Tô Nguyễn Nguyễn ngầm lui về sau một bước. Nghe Dương nói, cô làm gì cơ? Cô ấy tên là Đoạn Trân. Ở đây, đoạn trân có nghĩa là châm cứu. Nghe Dương cho rằng đoạn trân nói cô ấy làm châm cứu nên hỏi lại. Nghe Dương nghe không hiểu. Nhưng lục thời minh nghe hiểu. Hắn vương tay, giống như bất đắc dĩ sờ cái ót của tô nhuyễn nhuyễn. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp khẽ nheo lại, mang theo chút u ám thâm trầm. Để tôi xem cho tô nhuyễn nhuyễn đi. Lục thời minh học ở trường y tốt nhất trong nước. Bởi vì quá ưu tú, quá thiên tài, hào quang nam chính quá rực rỡ, cho nên được các vị giáo sư mắt cao hơn đầu kia tranh nhau cướp đoạt. Dù vậy, điều này cũng không thể thay đổi sự thật hắn hiện tại chỉ là một bác sĩ không có kinh nghiệm. Tô Nguyễn Nguyễn vẫn đang nghĩ. Nam chính anh chặt đầu lưu loát như chặt dưa hấu, sao không đi trại nuôi heo phát huy sở trường. Giống như nhìn ra suy nghĩ của Tô Nguyễn Nguyễn, lục thời minh ôm nhu đổ nửa bình nước khử trùng lên vết thương của cô. À. Tô Nguyễn Nguyễn nắm tóc lục thời minh, khóc như heo bị chọc tiết. Cười mỉm, bên kia, nghe Dương thần sắc nghi ngờ xem Tô Nguyễn Nguyễn một chút sau đó nói với đoạn trân. Nghe Dương. Sao cô lại mắng chửi người khác? Đoạn trân lập tức nhảy lên. Nghe Dương giống như đã thành thói quen, cô vẽ mặt lạnh khóc nói. Tôi họ nghe, là chữ nghe trong từ manh mối. Dương trong từ cánh dương. Đoạn trân. Cha mẹ cô thật kỳ quái, đặt cho cô cái tên như thế. Nghê Dương, mẹ mày. Tên của Nghê Dương có phiên âm là Ni Giang, đọc na ná câu chửi mẹ mày trong tiếng trung phiên âm là Ni Ni An. Nên ban đầu đoạn trân tưởng Nghê Dương đang chửi mình. Cười mỉm, Nghê Dương nhíu mày, quay đầu về phía trương chí hạo, xe của chúng tôi bị hỏng rồi, cần một chiếc xe đi khu sinh tồn. Nghe Dương đi thẳng vào vấn đề. Mọi người muốn đi khu sinh tồn trương chí hạo cười nói vừa lúc chúng tôi cũng chuẩn bị đi khu sinh tồn có thể đi cùng nhau nghe dương không nghĩ tới muốn một chiếc xe lại rước thêm hai cái gánh nặng trương chí hạo cũng nhìn ra nghe dương thực lực rất mạnh nhưng dù có mạnh hơn nữa cũng không sánh bằng anh ta sở hữu dị năng nghĩ tới đây trương chí hạo vô ý nhìn thoáng qua lục thời minh lục thời minh nhìn qua rất yếu ớt tinh thần cũng rất sa sút từ hồ cảm thấy e ngại và tuyệt vọng với tận thế này. Chỉ có lúc nhìn về phía tô nhuyễn nhuyễn mới có thể lộ ra một chút ôn nhu. Dù sao cũng là đại thiếu gia, không chết đã là thắp hương cầu nguyện rồi. Trương Chí Hạo vẻ mặt kiêu căng. Đã nhiều năm như vậy, anh ta rốt cục có thể dẫm lục thời minh dưới lòng bàn chân. Trương Chí Hạo ứng ngực, ánh mắt di chuyển, nhìn chầm chầm tô nhuyễn nhuyễn. Tô nhuyễn nhuyễn mặc quần áo của đoạn trân đó là một bộ thể thao màu trắng. Đoạn chân dáng người cao gầy, tô nhuyễn nhuyễn thấp hơn cô ta một ít, còn gầy hơn rất nhiều. Cô mặc bộ quần áo kia, ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, cuối cái đầu nhỏ, lộ ra cái cổ tinh tế trắng nõn. Tóc đen dán vào cổ trắng, lộ ra đường cong xinh đẹp sau tai. Da thịt trắng như sữa, đẹp như cánh hoa đào. Trương Chí Hạo nuốt một ngụm nước bọt. Đoạn Trân hừ một tiếng, cũng không dám nói gì. Lục thời minh mười phần tri kỹ lấy ra một bình nước đưa cho tô nhuyễn nhuyễn. Mắt tô nhuyễn nhuyễn rủ xuống, vặn nắp chai. Không vặn ra được. Cô lại vặn. Hừng. Tô nhuyễn nhuyễn sử dụng toàn bộ sức mạnh. Để anh. Lục thời minh cầm chai nước kia, nhẹ nhàng vặn ra, đưa cho tô nhuyễn nhuyễn. Tô nhuyễn nhuyễn cảm thấy người đàn ông này nhất định là cố ý, quả nhiên, cô ngẩng đầu, lập tức liền nhận được mấy ánh mắt khinh bỉ trong đó, nghe dương là rõ ràng nhất cô không phải, cô không có, cô là bị hãm hại. Tô Nguyễn Nguyễn ủy khuất uống nước, sau đó bị sạch. Khụ, khụ, khụ. Nguyễn Nguyễn uống chậm thôi, đừng nóng vội. Không có ai tranh với em. Cô thật khổ mà. Mọi người mệt mỏi một ngày, nghỉ ngơi ở biệt thự của Trương Chí Hạo. Tô Nguyễn Nguyễn ngủ cung giường với Lục Thời Minh. Lúc đầu, tôi nhuyễn nhuyễn muốn bảo trì hình tượng tiểu tiên nữ cao khiếp chính trực thanh thuần của mình không nghĩ tới đêm đầu tiên xuyên qua bị zombie dọa sợ hỏng lá gan nhỏ đến mức phải chui vào túi ngủ sau đó lục thời minh liền kiên quyết muốn ngủ cùng cô nói văn vẽ là bảo vệ cô cũng tuyệt đối sẽ không đụng vào cô tôi nhuyễn nhuyễn nhìn rìu nhỏ sau lưng người đàn ông chỉ có thể cố mà chấp nhận sau đó mỗi lúc trời tối đi ngủ Lục Thời Minh sẽ chui vào trong túi ngủ của Tô Nhuyễn Nhuyễn. Hiện tại, cô đã thành thói quen. Bây giờ cũng là cùng giường chung gối, cũng không hề lạ lẫm. Dù sao mỗi lúc trời tối chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu Tô Nhuyễn Nhuyễn toàn là zombie, chỉ có nam chính hung tàn mới có thể khiến cô cảm nhận được chút ấm áp sắp trời đi nhân thế. Tô Nhuyễn Nhuyễn vô số lần ảo tưởng, không biết lúc nào đó, cô có thể không thấy được ánh mặt trời ngày mai. Bỗng người đàn ông bên cạnh cử động tôi nhuyễn nhuyễn gấp gáp cố gắng duỗi cổ đến mau đến mau tôi đã tắm rửa sạch sẽ bóp chết tôi đi người đàn ông rón rén xuống giường mở cửa đi ra ngoài tôi nhuyễn nhuyễn thì ra là đi vệ sinh không đúng trong phòng không phải cũng có nhà vệ sinh sao tôi nhuyễn nhuyễn lập tức mở mắt lén lút cùng ra ngoài trong phòng khách đoạn chân mặc áo ngủ tơ tầm đang uống rượu. Tô Nguyễn Nguyễn ghé vào sàn hành lang trên tầng 2, xuyên qua lan can, nhìn thấy lục thời minh chậm rãi đi xuống, hình như chuẩn bị đi phòng bếp. Không nghĩ tới đoạn chân mở miệng, gọi hắn lại. Lục thời minh. Người phụ nữ kia diễm mị, phong cách hoàn toàn khác với Tô Nguyễn Nguyễn. Áo ngủ tơ tầm trên người cô ta trượt ra, lộ ra da thịt vừa mới được yêu thương qua. Đoạn chân có chút say cô ta nhớ tới thời điểm lần đầu tiên mình gặp lục thời minh. Người đàn ông khi đó mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng quần đen, cổ áo nghiêm cẩn cài đến nút trên cùng. Hắn đứng cạnh Trương Chí Hạo, Trương Chí Hạo vốn có chút nhan sắc hoàn toàn làm nền cho hắn. Bắt đầu từ giờ phút đó, bắt đoạn trân không có cách nào rời khỏi khuôn mặt của lục thời minh. Ánh nến leo lắc sao có thể so với ánh nhật nguyệt rực rỡ. Đến đây. Đoạn trân vén áo ngủ lên, ý đồ rõ ràng. Tô Nguyễn Nguyễn dùng sức nuốt một ngụm nước bọt. dáng người thật tốt. Lục thời minh mắt không chớp, thản nhiên nói. Ban đêm lạnh. Mặc nhiều quần áo chút. Chật, 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 thật là không hiểu phong tình. Tô Nguyễn Nguyễn lắc đầu, không cẩn thận đụng vào lan can, phát ra một tiếng ban. Nhưng tiếng động nho nhở này lại bị tiếng Trương Chí Hạo mở cửa che lấp. Trương Chí Hạo ở lầu 1. Anh ta mặc áo ngủ giống Đoạn Trân, chân trần đi tới, mắt sắc âm trầm nhìn chằm chằm Đoạn Trân và Lục Thời Minh. Đoạn Trân bối rối đứng lên, nụ cười trên mặt có chút miễn cưỡng, tìm một cái cớ sức sẹo, "Em cảm thấy dây chuyền của Lục Thời Minh rất đẹp, muốn mượn xem một chút mà thôi." Trương Chí Hạo đi đến trước mặt Lục Thời Minh, giọng cường ngạnh nói, "Nếu Đoạn Trân đã thích, vậy cho cô ấy xem một chút đi." Nửa gương mặt Lục Thời Minh ẩn trong bóng tối. Tô Nguyễn Nguyễn không thấy rõ nét mặt của hắn, chỉ có thể cố gắng duỗi cổ, đầu treo bên ngoài lan can. Đây là di vật của mẹ tôi. Chỉ là xem một chút thôi mà, cũng không phải không trả. Phòng khách rơi vào yên lặng. Hiện trường chân thực pháo hôi tìm đường chết diễn ra ngay trước mặt mình, Tô Nguyễn Nguyễn hải hùng khiếp vía, kích động không thôi. Được. Âm thanh của người đàn ông thanh lãnh như sương, Giống như núi xanh được bao phủ bởi ánh dương mỏng manh sau mưa ngày đông, lành lùng mà xa cách. Dây chuyền tinh xảo trên cổ bị lấy xuống, đặt vào trong tay đoạn trân. Lục Thời Minh quay người đi lên lầu. Tô Nguyễn Nguyễn cố gắng rụt lại đầu của mình. Kẹt, bị kẹt rồi. Ai, không đúng, đầu cô không lớn đến như vậy đi. Nguyễn Nguyễn. Bên cạnh vang lên giọng nói nghi ngờ của người đàn ông. Nếu tôi nói tôi mộng du, anh có tin không? Sao vậy? Được rồi, anh chắc chắn không tin. Tô Nguyễn Nguyễn lộ ra vẻ mặt thâm trầm, em chỉ là đi dạo ngắm cảnh một chút. Lục Thời Minh ngồi sổng xuống, để tay lên cổ Tô Nguyễn Nguyễn, đè xuống. Tô Nguyễn Nguyễn cảm thấy có một cổ hàng ý từ chân chạy đến đỉnh đầu. Cô nghĩ mà sợ run. Sẽ không vừa nhắm mắt một cái, mở mắt ra đầu đã lìa khỏi cổ chưa. Nghĩ như vậy, cô nhắm mắt lại, lặng rụt cổ mình vào trong, sau đó lại rụt rụt. Làm đi, không cần vì tôi là kiều hoa mà thương hoa tiết ngọc. Lục thời minh cục mặt nhìn vật nhỏ lề mà lề mề, con ngươi ủ dục vốn dĩ màu mực đột nhiên thâm trầm thêm mấy phần. Giống như vự sâu không thấy đáy, đem hết thảy xoáy vào trong. Tất cả mọi thứ đều không thay đổi. Trừ. Cô ấy. Đừng nhúc nhích, anh giúp em người đàn ông thần sắc ôn hòa như cũ nhưng động tác lại không ôn nhu như vậy. Hắn đè ép đầu tô nhuyễn nhuyễn, nhấn xuống một cái, lại kéo về sau một cái. Phanh một tiếng, tô nhuyễn nhuyễn đụng đến choáng váng. Mẹ nhà anh. Nhìn tô nhuyễn nhuyễn mềm nhũng kẹt trên lan can, lục thời minh chậm rãi thu tay lại. Thật là yếu ớt. Trong dây chuyền của lục thời minh cất giấu không gian. Kiếp trước, Trương Chí Hạo lấy được dây chuyền của lục thời minh, cũng không quý trọng một cước đạp nát sau đó bị thương dây chuyền kia dính máu trương chí hạo liền trở thành chủ nhân của không gian có không gian còn sở hữu dị năng trương chí hạo dựa vào hai điểm này trở thành người lãnh đạo khu sinh tồn quả thực phong quang một lúc lâu nhưng mà đời này anh ta không có vận khí tốt như vậy nữa bởi vì dây chuyền sớm đã bị lục thời minh đánh tráo di vật của mẹ hắn hiện tại đặt trong không gian của hắn dây chuyền, này thì dây chuyền. Trương Chí Hạo đương nhiên sẽ không tin Đoạn Trân. Anh ta đã sớm biết Đoạn Trân thích Lục Thời Minh. Ánh mắt Đoạn Trân lần đầu nhìn thấy Lục Thời Minh, Trương Chí Hạo liền biết, tất cả hết thảy của anh ta đều bị Lục Thời Minh cướp đi. Trương Chí Hạo ném dây chuyền trên mặt đất, dùng sức giẫm. Anh ta không đi dép đi trong nhà, dây chuyền bị nghiền nát, mảnh vỡ bén nhọn đâm thủng chân anh ta. Còn không mau đến xem cho tao. Trương Chí Hạo hung tợn trừng mắt về phía nữ nhân bị đánh sưng mặt mũi, co rút trong góc phòng. Đoạn Trân thúc thiết bò qua, xem vết thương của Trương Chí Hạo. Cầu vốt. Có ai u mê giọng của anh trai bốn chữ nào đó không? Chương 4 Nguồn Mê truyện audio.com Ngày thứ hai, bầu trời trong xanh, zombie chỉ phân bố nhiều ở một số nơi, những vùng xa xôi thì ít hơn. Trương Chí Hạo và Đoạn Trân thu dọn xong đồ đạc, chuẩn bị cùng bọn Nghe Dương lên đường. Tâm tư của Trương Chí Hạo đối với Tô Nguyễn Nguyễn chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Mà đối với chuyện Trương Chí Hạo tìm cách tiếp cận Tô Nguyễn Nguyễn, lục thời minh yếu như gà cũng không dám nói một tiếng. Trương Chí Hạo phát ra tiếng cười khinh bỉ, ngồi bên cạnh Tô Nguyễn Nguyễn, cố gắng nói giọng nhẹ nhàng, sợ dọa đóa tiểu bạch hoa này sợ hãi. Nguyễn Nguyễn, em đang làm gì vậy? Tôi nhuyễn nhuyễn một mình ngồi trên sofa, lục thời minh đang cùng nghe dương lên bàn bạc đường đi khu sinh tồn. Cô gái nhỏ cúi đầu, hai con ngươi rụt rè nhìn Trương Chí Hạo một chút, thận trọng lộ ra cái lọ nhỏ, giọng mềm nhũng nói. Ăn. Trương Chí Hạo một lòng thèm nhỏ giải sắc đẹp, hoàn toàn không thấy rõ lọ kia là lọ gì, chỉ nói. Có thể cho tôi ăn một chút không? Anh rất đói sao? Tô Nguyễn Nguyễn nhìn về phía Trương Chí Hạo ánh mắt vô cùng đồng tình. Mọi người đều là pháo hôi, không biết ai chết trước. Đối diện với ánh mắt của Tô Nguyễn Nguyễn, cả người Trương Chí Hạo đều mềm nhũng. Cũng không biết có phải do ảo giác hay không, anh ta cảm thấy cô gái trước mặt có vẻ như đẹp hơn hôm qua một chút. Đúng, rất đói, cực kỳ đói. Trương Chí Hạo giọng nói quá dị, hai con mắt thèm khát. Tô Nguyễn Nguyễn thấy Trương Chí Hạo dáng vẻ sắp đói chết, nhanh đem thứ trong tay đưa cho anh ta, vậy, vậy thì anh ăn đi. Trương Chí Hạo trầm mê cúi đầu, không thấy rõ chữ phía trên. Cô Nguyễn Nguyễn nói, không sao đâu, đây là giả, làm từ bột mì đó. Bên tai là giọng nói mềm mại của cô gái nhỏ, Trương Chí Hạo cảm thấy cho dù có bảo anh ta uống thuốc độc anh ta cũng không chút do dự. Trương Chí Hạo ngửa đầu, một hơi ăn hết. Sau đó liếm liếm môi nhìn hai gò má trắng nõn nà của tô nhuyễn nhuyễn, thân thể thơm mềm, ánh mắt trầm mê nói. Ngon thật. Tô nhuyễn nhuyễn cầm lọ không về, nghĩ đến có thể giấu bánh kẹo ăn. Bên kia, nghe dương cùng lục thời minh đã bàn bạc xong đường đi. Cô thần sắc khiếp sợ nhìn lục thời minh nói. Trí nhớ của anh tốt vậy sao? Nhìn bản đồ một lần là có thể nhớ rõ. Dựa theo kịch bản, IQ của lục thời minh rất cao, có thể nghiền ép tất cả mọi người đối với lời này tôi nhuyễn nhuyễn sửa lại không phải là nghiền nát mà là dẫm đạp cho nên chuyện lục thời minh muốn làm loài người không cách nào ngăn cản trương chí hạo đứng lên liếc xéo tấm bản đồ kia tùy ý nói trên đường đi khu sinh tồn sẽ đi qua một siêu thị mini lúc đến đó chúng ta lấy chút vật tư đi giọng nói cũng không phải thương lượng mà giống như ra lệnh nghe dương nói chúng tôi đề nghị đi thêm 20 km nữa đến siêu thị lớn. Sau khi Trương Chí Hạo có được dị năng, lòng tự tin tăng lên, anh ta đã quen thói được người khác nịnh nọt. Bây giờ đột nhiên đụng phải nhóm người nghe dương không biết thời thế, lập tức cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô có biết trong siêu thị lớn có bao nhiêu zombie không? Zombie trong siêu thị mini cũng không ít. Nghe dương mặt không thay đổi phản bác. Trương Chí Hạo nheo mắt lại uy hiếp người thuận anh ta thì sống, đối nghịch anh ta thì chết. Anh ta lập tức sẽ cho những người này nhìn xem cái gì gọi là cường giả chân chính. Dị năng của anh ta đã không kiềm chế được. Chờ Trương Chí Hạo mở ga ra, ra, lúc mọi người chuẩn bị xuất phát, nghe Dương nhìn đoạn trân xếp đầy quần áo, đồ trang sức, những thứ xa xỉ vào hành lý, cao mày nói. Thức ăn nước uống của hai người đâu? Đã ăn hết rồi. Lúc nói những lời này, sắc mặt Trương Chí Hạo hơi khó coi. Tuy Trương Chí Hạo có dị năng, nhưng thật ra anh ta cũng không ra ngoài tìm vật tư. Bởi vì anh ta sợ zombie. Anh ta không thể điều khiển dị năng của mình. Lần đầu lúc ra ngoài bởi vì dị năng mất khống chế, cảm giác sợ hãi thiếu chút nữa bị zombie tấn công vẫn ám ảnh anh ta. Cho nên anh ta chỉ cố thủ trong biệt thự của mình. May mắn, trước khi ăn hết đồ ăn, Nghe Dương bọn họ đi tới. Có ý gì? Nghe Dương khoanh hai tay trước ngực, Sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Trương Chí Hạo. Trương Chí Hạo nói: "Chúng ta không phải đang trao đổi sao? Tôi cho các người xe, chẳng lẽ các người không chia cho tôi vật tư?" Giọng nói mười phần đương nhiên. Nghe Dương trầm mặt nửa khắc, sau đó lôi ra từ sau xe một thùng nước và một túi đồ ăn, đưa cho Trương Chí Hạo nói: "Một chiếc xe đổi với những thứ này?" Trương Chí Hạo nheo mắt. "Cô có ý gì?" "Chính là ý như vậy." Nghe Dương thập phần cứng rắn. Trương Chí Hạo đột nhiên cười lạnh một tiếng. Xem ra các người không biết Trương Chí Hạo tôi lợi hại cỡ nào. Đột nhiên, bên người Trương Chí Hạo dâng lên một loạt tường đất. Soạt một cái, đột ngột mọc lên từ dưới đất, cao một mét khối, giống như kỹ xảo điện ảnh. Nghe Dương mặt không đổi sắc, tự hồ đã đoán được. Bầu không khí Dương cung bạc kiếm, hết sức căng thẳng. Cho bọn họ đi lục thời minh đột nhiên đưa tay đè lại nghe dương hắn nhẹ nhàng vỗ cánh tay nghe dương cũng không dùng sức mạnh gì nghe dương đột nhiên bình tĩnh lại đúng vậy bọn họ có không gian lãng phí thời gian với thằng ngu này làm gì trương chí hạo cầm đi toàn bộ thức ăn nước uống của đám người nghe dương sau đó dương dương đắc ý lái xe nghênh ngang rời đi nghe dương cười nhạo một tiếng cuối cùng cũng xuất phát vẫn như cũ là nghe dương lái xe, bởi vì chỉ có cô biết. Đôi tình nhân yếu như gà cùng ngồi ở ghế sau, tô nhuyễn nhuyễn đang lấy bánh kẹo trong lọ. Lục thời minh nhướng lông mày, thuốc ngủ bên trong đâu. Ăn hết rồi. Ừm. Tô nhuyễn nhuyễn gật đầu nói. Vừa nãy Trương Chí Hạo nói anh ta rất đói, nên cho anh ta ăn rồi. Tay lục thời minh cầm lọ thuốc, nhẹ nhàng xoay một vòng, anh ta đã ăn bao nhiêu. Tô nhuyễn nhuyễn đều ăn hết rồi. Lục thời minh cười nhẹ một tiếng, thế à. Tô Nguyễn Nguyễn đột nhiên cảm thấy tê cả da đầu. Thuốc này, không phải giả sao. Tô Nguyễn Nguyễn cẩn thận nói. Ý cười trên mặt lục thời minh càng sâu. Nhìn Tô Nguyễn Nguyễn bằng ánh mắt ôn nhu không thể tưởng tượng nổi. Giống như xuân phong hóa vũ, giống như tuyết mùa đông. Không phải. Xe đi khỏi không bao lâu nghe dương phát hiện con đường trước mặt bị ngăn chặn đó là một đoàn xe dài mơ hồ có thể thấy được những binh sĩ vũ trang sau lưng mang súng đi xem một chút đi lục thời minh đột nhiên mở miệng nghe dương đang chuẩn bị vòng qua nghe thấy thế thì thắng xe lại sau đó phát hiện người mà những binh sĩ vũ trang này cản lại là đoạn trân lớp trang điểm trên mặt đoạn trân lem nhem khóc giống như kẻ điên mà Trương Chí Hạo sau lưng cô ta còn giống tên điên hơn. Đây không phải là đoạn trân sao. Tô Nguyễn Nguyễn thò nửa cái đầu ra cửa xe, sau đó lại bị Nghe Dương ấn đầu về, thuận tay kéo cửa kính lên. Đoạn trân khóc chạy tới, cầu xin các người, cầu xin các người, mau cứu Trương Chí Hạo đi. Trương Chí Hạo quỳ trên mặt đất, nôn thốc nôn tháo, cả người bốc mùi vô cùng. Anh ta có phải là ăn đồ ăn ôi thiêu rồi không? Cô nhuyễn nhuyễn dán mặt mình lên cửa kính, đè ép thành bánh, cố gắng thu hút sự chú ý, chào hỏi vị huynh đệ pháo hôi của cô. Đáng tiếc vị huynh đệ pháo hôi kia không rảnh chào lại cô. Đoạn Trân khóc lóc cầu xin một hồi, đột nhiên đứng lên, lôi ra một vali hành lý cỡ lớn, trong này toàn bộ là đồ ăn lấy của bọn họ. Những binh sĩ vũ trang kia vui vẻ tiếp nhận, sau đó đi lên xem xét trạng thái của Trương Chí Hạo, gọi những người khác tới, đem anh ta lên xe đoạn chân thất tha thất thểu đi lên theo có binh sĩ vũ trang chú ý tới xe của nghe dương mọi người cũng đi khu sinh tồn cửa sổ xe bị gõ nghe dương nói từng ánh mắt binh sĩ vũ trang lướt qua mặt tô nhuyễn nhuyễn lộ ra kinh diễm sau đó hắn chỉ chỉ xe mình đằng sau mọi người có thể giao vật tư sau đó cùng chúng tôi đi khu sinh tồn mười mấy chiếc xe cá nhân đã đổ chật cứng phía sau chiếc xe quân đội lớn Đối với zombie mà nói, đây hoàn toàn là là một xe bút phê di động. Nghe Dương đang muốn từ chối, binh sĩ vũ trang kia lại nói. Chúng tôi là người trong khu sinh tồn ra ngoài kiếm vật liệu, trên xe có người có dị năng. Ánh mắt Nghe Dương khẽ động, đồng ý trên xe quân đội có tất cả ba dị năng giả. Chỉ cần giao vật tư, cần biết bao nhiêu, đều có thể theo ở phía sau cùng đi khu sinh tồn. Thấy nhiều người vướng víu như vậy, Tô Nguyễn Nhuyễn cảm thấy đây quả thực là đang tìm chết. Cô rất thích. Nhưng mà nhân vật quy cao giống nữ chính, sao lại muốn theo chết cùng? Cô ấy sẽ không cho rằng xe quân đội rất an toàn chứ. Nghe Dương lái xe, ung dung đi đằng sau xe quân đội. Quả nhiên, nhiều người như vậy, náo nhiệt như vậy một sau đã thu hút một nhóm zombie lớn. Hiện tại zombie còn chưa bắt đầu tiến hóa, vẫn là bộ dáng zombie sủng manh như trước. Tô Nguyễn Nguyễn vui vẻ quơ hai tay chào hỏi bọn chúng. Ngao ô ô ô, zombie nhiệt tình đáp lại. Tô Nguyễn Nguyễn càng thêm kích động. Zombie điên cuồng tru lên, sau đó bắt đầu bữa tiệc buffet. Tô Nguyễn Nguyễn ý đồ quay cửa kính xe xuống, cho zombie thêm đồ ăn. Bị lục thời minh đè đầu xuống. Tô Nguyễn Nguyễn gian nan giải dụ, vẫn muốn cùng zombie tương thân tương ái. Sau đó lại bị lục thời minh vô tình ngăn lại xe quân đội đột nhiên tăng tốc nhóm xe cá nhân cuốn quyết đuổi theo những xe không đuổi kịp thì bị bỏ lại phía sau bị zombie vây quanh nghe dương dựa vào kỹ thuật lái xe cao siêu của cô ấy vượt những chiếc xe kia đuổi kịp chiếc xe quân đội lớn kia vượt qua đám zombie kia sau xe quân đội chỉ còn hai ba chiếc xe nhỏ đến một trạm xăng xe quân đội dừng lại binh sĩ vũ trang nhìn thấy hai ba chiếc xe con còn đi theo kia cười khẩy. Có một chủ xe đi ra quát lớn. Vật tư đã giao cho các người rồi, các người không phải nói sẽ bảo vệ bọn tôi sao? Binh sĩ vũ trang kia giơ súng lên, trực tiếp bắn chết chủ xe kia. Những người đi lên gây chuyện sợ đến trắng bệt cả mặt. Binh sĩ vũ trang kia cười lạnh nói. Chỉ là để các người đi theo mà thôi. Mọi người giận mà không dám nói gì. Không đi theo hẳn phải chết. Mà đi theo, có khả năng sống. Tô Nguyễn Nguyễn đột nhiên hiểu ra. Thì ra bọn họ chỉ muốn vật tư, không có ý định bảo vệ những người này. Vậy nữ chính tại sao lại phải đi theo xe quân đội? Tô Nguyễn Nguyễn quay đầu nhìn sang, chỉ thấy nghe dương thế mà đã bắt chuyện cùng một binh sĩ vũ trang. Cô ấy ngậm điếu thuốc, lưng mang súng, lộ ra góc mặt lạnh khóc xoái khí. Mặt binh sĩ vũ trang kia đỏ lên, sùng bái ngắm nhìn nghe dương. Tôi nhuyễn nhuyễn, tán tỉnh em trai nhỏ. Một lát sau, nghe Dương trở về, đúng là xe của khu sinh tồn. Nhưng trên xe chỉ có một dị năng giả, là hệ hỏa. Hiện tại dị năng giả còn khang hiếm, trên một xe quân đội không thể nào xuất hiện đến ba dị năng giả được. Cuối cùng, nghe Dương tổng kết nói. Tôi cảm thấy khu sinh tồn kia cũng tạm ổn. Quả nhiên, không hổ là nữ chính lãnh huyết vô tình. Nhìn xa trông rộng như vậy không phải là đơn thuần đi thả thính em trai nhỏ. Tô Nguyễn Nguyễn tỏ vẻ thật lòng bội phục Nghe Dương. Bên kia, Đoạn Trân cũng nhìn thấy Nghe Dương. Cô ta xông đến, đi vòng qua Nghe Dương, bắt lấy Tô Nguyễn Nguyễn. Tô Nguyễn Nguyễn. Hả? Người phụ nữ này sao lại toàn chọn quả hồng mềm mà bóp vậy? Nhất định là mấy người làm. Mấy người đã làm gì Trương Chí Hạo? Tô Nguyễn Nguyễn nghiêng đầu, xém chút nữa là bị đoạn trân phun, mưa xuân vào mặt. Anh ta thế nào rồi? Nghe Dương đi lên kéo đoạn trân ra. Đoạn trân gào khóc nói. Anh ta thành tên ngốc rồi. Trương Chí Hạo đúng thật thành tên ngốc. Bác sĩ trên xe quân đội nói, có thể cứu được mạng đã là may mắn rồi. Lúc đó, Lục Thời Minh đang đứng bên người Tô nhuyễn nhuyễn, nghe được câu này, ý vị không rõ cười, vậy có thể là trong cái rủi có cái may. Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn Lục Thời Minh, người ngay thẳng khó có thể bình an. Chỗ này trong bản tiếng Trung là tớ không biết nên dịch thế nào luôn. Ba người đàn ông bên kia đột nhiên đi tới. Ba người đều cao lớn vạm vỡ, sau lưng mang súng. Người đi đầu là người đàn ông màu tóc đỏ rực, đứng cạnh Đoạn Trân. Đoạn Trân đã sửa sang lại bản thân. Cô ta mặc váy dài xẻ tà gọi cảm, giống như không có xương dựa vào người đàn ông kia. Xem ra chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi, cô ta dựa vào bản năng, câu dẫn được người đàn ông đứng đầu đội xe này. Người đàn ông ban đầu rất là hưởng thụ ôm Hương Nguyễn Ngọc trong ngực, sau khi liếc nhìn Tô Nguyễn Nguyễn, trong mắt hắn lộ vẻ kinh diễm. Cho dù trước khi tận thế, cũng ít gặp được mỹ nhân xinh đẹp như vậy chứ đừng nói là sau tận thế. Tô Nguyễn Nguyễn nắm tay áo Lục Thời Minh, tránh sau lưng hắn. Ánh mắt người đàn ông tóc đỏ dừng lại trên người Lục Thời Minh. Thấy hắn vòng eo mảnh khảnh, da tịp trắng noãn, gương mặt xinh đẹp, thân thể giống như tay trói gà không chặt, cười nhạo một tiếng. Yếu như gà. Tôi là Vương Căng. Người đàn ông tóc đỏ cầm súng, tay đặt lên eo đoạn trân, nói. Dị năng giả hệ hỏa. Quần chúng hóng chuyện xung quanh sợ hãi tháng phục. Đoạn trân kiêu ngạo ngửa đầu, cảm nhận được sự ghen tị của mọi người chung quanh. Tôi nhuyễn nhuyễn nhớ rõ, đây cũng là một pháo hôi nghe nói người này trong nhà ba đời đơn truyền chỉ có một con trai suy nghĩ rất lâu mới đặt ra cái tên vương căng đáng tiếc thay gốc rễ nhà họ vương bọn họ lại đứt đoạn trong tay nam chính hơn nữa là đoạn tử tuyệt tôn chúng tôi muốn đi siêu thị bên cạnh đi cùng không bên cạnh trạm xăng là một siêu thị lớn xem ra mục đích của xe quân đội này rất rõ ràng là tìm kiếm vật tư nghe dương nghĩ nghĩ gật đầu bọn họ cũng đang định đến đó. Nghe Dương nói với Tô Nguyễn Nguyễn và Lục Thời Minh. Hai người đi cùng tôi, hay là ở lại đây? Vật tư tôi tìm được, không có chia cho hai người đâu. Quả nhiên là nữ chính vô tình. Tô Nguyễn Nguyễn lập tức nói. Tôi muốn đi vào. Nơi nào nguy hiểm tính mạng, nơi đó có cô. Nghe Dương ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tô Nguyễn Nguyễn. Lục Thời Minh nói. Nguyễn Nguyễn đi đâu, tôi theo đó tôi nhuyễn nhuyễn tôi đi tìm chết nghe dương nói sau khi đi vào tự bảo vệ chính mình tôi không rảnh quan tâm hai người đâu tôi nhuyễn nhuyễn gật đầu tuyệt đối đừng quan tâm tôi tôi sẽ tự mình chết vương căng vỗ vỗ mông đoạn trân ánh mắt sáng trực nhìn chầm chầm tôi nhuyễn nhuyễn ở lại đây đoạn trân oán hận cắn răng chân đi giày cao gót bước đi quần chúng hóng chuyện bên kia nghe cuộc trò chuyện cũng có mấy người gan lớn theo sau. Vật tư của bọn họ đều bị đám người kia lấy đi, cách khu sinh tồn vẫn còn mấy ngày đường. Không có đồ ăn, bọn họ sẽ chết. Tiểu đội vũ trang lâm thời xuất phát. Tô Nguyễn Nguyễn và Lục Thời Minh hai người vô dụng đi ở giữa. Ánh mắt vương căng rơi trên người Tô Nguyễn Nguyễn. Cô gái nhỏ mặc đồ rằng ri hơi cũ, không đeo thắt lưng, phát họa vòng eo cực kỳ mảnh khảnh tóc đen xõa dài, buông trên đầu vai, lộ ra đôi mắt sáng lấp lánh. Da thịt như tuyết. Cực phẩm như vậy. Đôi mắt vương căng tối sầm. Ở tận thế, tất cả dục vọng đều trở nên mãnh liệt gấp bội. Không có luật pháp, bọn họ tự như giả thú xông phá khỏi lòng giam. Mỹ nhân nhỏ yếu, đáng thương, không nơi nương tựa như vậy phải thuộc về cường giả như bọn họ. Cầu vốt. Để cảm ơn bạn nào đó đã ngóng chờ chương mới nên tớ đã chèn viết hợp cu bạn rồi đó 33.333. Chương 5 Nguồn Mê truyện audio.com Trước khi vào siêu thị, Lục Thời Minh đột nhiên giữ chặt tô Nguyễn Nguyễn. Nguyễn Nguyễn, phải tự bảo vệ mình. Sau đó đưa cho cô một con dao làm bếp. Là một con dao còn mới. Tô Nguyễn Nguyễn từ trong ánh mắt của Nam Chính thấy được đường lên thiên đàng của mình. Nam Chính vì con đường tìm chết của cô mà hết lòng hết sức, dốc hết tâm tư. Tô Nguyễn Nguyễn một mặt cảm động, cầm lấy con dao kia, nói chắc chắn. "Ừm." Cô nhất định chết sớm siêu sinh sớm. Vương Căng cười nhạo một tiếng. "Nguyễn Nguyễn, cô đi theo tôi, tôi bảo vệ cô." Tô Nguyễn Nguyễn lập tức cầm con dao tránh sau lưng Lục Thời Minh bộ dáng rụt rè kích thích ham muốn bảo vệ của đàn ông. Vương Căng đỏ mắt nhìn chầm chầm lục thời minh. Giọng lục thời minh chậm rãi nhẹ nhàng vang lên. Nguyễn Nguyễn là bạn gái tôi. Vương Căng ngông cuồng nói, không lâu nữa sẽ không còn là bạn gái mày. Hắn ta đã nghĩ kỹ phải giải quyết người kia thế nào, sau đó chiếm mỹ nhân thành của riêng. Cửa siêu thị có mấy chiếc xe hỏng, khóa cửa siêu thị đã bị gỡ xuống, cửa siêu thị bị trắng từ bên trong. Xem ra đã có người vào tìm vật tư. Nghe Dương nói. Cửa chính không vào được, chúng ta leo tường. Một đám người thân cao chân dài leo tường vào trong. Tô Nguyễn Nguyễn chân ngắn chật vật leo tường. Hay io, hay io. Leo được ba bước, người vẫn còn ở dưới đất. Lục thời minh đứng bên cạnh Tô Nguyễn Nguyễn, chậm rãi sắn ống tay áo, lộ ra nửa cánh tay tinh xảo trắng nõn. Nguyễn Nguyễn, anh giúp em em không? a à. Tô Nguyễn Nguyễn bị lục thời minh đẩy lên. Ngã xuống đầu cắm xuống đất. Tô Nguyễn Nguyễn. Tôi còn chưa có chết, thật là kiên cường mà. Tự cho mình một like. Siêu thị rất lớn. Nghe Dương nhắc nhở. Đây là tận thế. Giọng nói nặng nề mà lãnh khốc, người trong tận thế, không còn là người. Hiện tại đã có người dùng trẻ em, người già, động vật làm mồi dụ, cướp đoạt vật tư. Aia, à, cúng con. Lời nghe dương còn chưa dứt, bỗng tô nhuyễn nhuyễn đứng cạnh lục thời minh như bị điên, chạy vọt ra ngoài. Nghe dương cầm súng, suýt chút nữa phun ra một nguồn máu. Con chó mập như thế, vừa nhìn cái biết ngay là mồi nhữ được chưa? Đây rốt cuộc là cái đồ tuyệt thế ngốc bạch ngọc gì vậy? Tô nhuyễn nhuyễn tin, chỉ cần cô chạy nhanh, tử thần có thể bế cô đi. Tô Nguyễn Nguyễn hạnh phúc ôm lấy chó con. Đến đây, đến đây, giết tôi đi. Lục Thời Minh đứng ở nơi đó, thần sắc không rõ. Nguyễn Nguyễn cô ấy, luôn rất tốt bụng. Đời trước tôi Nguyễn Nguyễn đúng là một đóa bạch liên hoa. Thà rằng để mình chết đói, à không, để Lục Thời Minh chết đói cũng phải cứu giúp những người già yếu tàn tật mang thai. Cuối cùng kết quả là sau khi những người ghì yếu tàn tật mang thai kia cảm thấy không thể kiếm được gì béo bổ trên hai người, ngược lại lại đuổi bọn họ đi. Sau đó Tô Nguyễn Nguyễn còn oán trách Lục Thời Minh tay trói gà không chặt, ngay cả đồ ăn cũng không tìm được. Xung quanh không có động tĩnh gì. Tô Nguyễn Nguyễn mặt tiếc nuối ôm chó con trở về, ngửa đầu nói với Lục Thời Minh. Có thể nuôi nó không? Lục Thời Minh ôm nhu ném con chó đi, nói: trong nhà chỉ được có một người không làm việc. Tô Nguyễn Nguyễn. Cuối cùng, Tô Nguyễn Nguyễn vẫn ôm con chó trở lại. Bởi vì cô hứa, về sau con chó nhất định sẽ siêng năng làm việc. Chó con ngoan ngoãn đi sau Tô Nguyễn Nguyễn, cùng đi vào siêu thị. Trong siêu thị không có nguồn điện, tối om, chờ đến khi Tô Nguyễn Nguyễn nhận ra, đột nhiên phát hiện xung quanh chỉ còn lại một mình cô, à không, còn có một con chó. Đối với sự sắp xếp tỉ mỉ của nam chính, Tô nguyễn nguyễn nghĩ rồi lại nghĩ, nhớ ra hình như bên ngoài siêu thị hình như có một đám zombie chưa ăn cơm. Ngoan, đi tìm cô gái cầm súng đi, cái người rất hung dữ ấy. Đợi chó con đi rồi, tôi nguyễn nguyễn giang chân giang tay, quyết định quyên sinh vì zombie. Không nghĩ tới chưa ra khỏi cửa siêu thị, thế mà đụng phải một con zombie chó. Zombie chó bị xích trên một cây cột, thân hình to lớn, hung dữ vô cùng. Tô Nguyễn Nguyễn yên lặng lấy ra con dao, dằn co cùng con zombie chó. Zombie chó nước giải chảy rồng rồng. Tô Nguyễn Nguyễn nhìn răng zombie chó bén nhọn, vóc dáng khỏe mạnh, nuốt nước bọt, nghĩ không bằng giải quyết chính mình ở chỗ này đi. Tô Nguyễn Nguyễn hít sâu một hơi, bắt đầu nghênh chiến, gâu 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 gâu, tao cực dữ đó nhé. Zombie chó. Zombie chó bị Tô Nguyễn Nguyễn chọc giận, đột nhiên nhổn đậy đuổi. Tô Nguyễn Nguyễn. Á à, á Tô Nguyễn Nguyễn cầm dao, chân nắng chạy như điên. Cô muốn chết lắm, nhưng mà cô nhịn không được. Hiện tại Tô Nguyễn Nguyễn chỉ hy vọng bốn chân kia chạy nhanh hơn cô một chút, sau đó hạ miệng lưu loát một chút, đừng như cái tay tàn biến thái kia của Nam Chính, chặt mười bay mười tám nhát còn chưa chặt chết cô. Tô Nguyễn Nguyễn chạy quá gấp, kíp một cái, ngã sấp xuống. Zombie chó, gâu, một tiếng xông lại. Tô Nguyễn Nguyễn nắm lấy đồ vật dưới chân, che lại mặt mình hu hu hu, đừng cắn mặt. Gâu, gâu, gâu. Đột nhiên bên tai vang lên tiếng chó con. Tô Nguyễn Nguyễn chậm rãi mở mắt ra, thấy mình đang ôm cúng con. Cúng con vui vẻ liếm cô. Sao mày lại quay lại? Tô Nguyễn Nguyễn bỗng phát hiện, hình như con cúng con này cùng một loài với con zombie chó kia. Giống chó này tên là gì nhỉ? À, là husky. Tô Nguyễn Nguyễn cô làm cái quái gì vậy nghe được động tĩnh bọn người nghe dương lao ra nhìn thấy zombie chó như lâm phải đại địch đời trước nghe dương từng đụng phải loại zombie chó này sau khi biến dị động tác rất nhanh còn tránh được đạn nghe dương trên mặt chảy mồ hôi lạnh mọi người sắc mặt trắng bệch nhìn cô gái nhỏ non nớt kia trên mặt lộ ra vẻ đáng tiếc không ai đứng ra cứu cô đây chính là tận thế tàn khốc Tô Nguyễn Nguyễn cực kỳ hài lòng. Cô dơ chó con trong tay mình, mắt to chớp chớp, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu là một kế trong do thư thụ. Một mưu thần thời Tam Quốc đưa ra, có nghĩa là lợi dụng thiên tử, vua, để sai khiến chư hầu, mưu đồ lợi lộc cho bản thân. Ở đây Tô Nguyễn Nguyễn nói như vậy có nghĩa là lợi dụng chó con để sai zombie chó, bởi vì zombie chó hoặc là bố hoặc là mẹ của chó con kia cô cho rằng như vậy có tác dụng không? Nghe Dương chỉ hận rèn sắt không thành thép. Tô Nguyễn Nguyễn biết, đương nhiên vô dụng. Zombie chó hung ác vội vàng chạy tới, nước giải chảy tí tách. Tô Nguyễn Nguyễn vui đến phát khóc luôn rồi. Gâu. Zombie chó nhìn chầm chầm chó con, đột nhiên ngoe ngoảy cái đuôi ngồi xuống. Chó con cũng ngoe ngoảy đuôi theo. Cái đuôi nhỏ kia đảo qua trước mặt Tô Nguyễn Nguyễn, làm cô hắt hơi một cái. Hát xì, chó con, gâu, zombie chó, gâu gâu, nghe dương. Chẳng lẽ đây chính là người ngốc có ngốc phúc trong truyền thuyết? Mọi người, lục thời minh từ trong đám người đi ra. Hắn đi đến trước mặt tô nhuyễn nhuyễn, vươn tay về phía cô. Gió mang theo mùi hôi thối của zombie thổi đến trước mặt. Người đàn ông đứng ở nơi đó, giống như đứng trong rừng trúc, cốt cách như ngọc, mi mục như họa. Gió thổi vạt áo hắn, tóc đen khẽ lay động, che lại đôi mắt đen như mực. Tay hắn trắng nõn thon dài, tinh xảo như ngọc đưa đến trước mặt tô nhuyễn nhuyễn. Nếu không phải cảnh tượng phía sau nam chính thức sự quá hung tàn, tô nhuyễn nhuyễn sẽ cho là đang quay phim thần tượng. Đáng tiếc, đây không phải phim thần tượng, mà là bác tồ Royal phiên bản tận thế. Bác tồ Royal là một phim kinh dị của Nhật phát hành ngày 16 tháng 12 năm 2000. Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của Takamiya Hirohu, kể về một học sinh năm ba ở một trường trung học bị giáo viên gửi đến một hòn đảo hoang để chơi trò chơi giết người do kỷ luật lỏng lẻo. Tô Nguyễn Nguyễn nắm chặt tay đứng lên. Lại không chết được, thật đau lòng quá đi. Đáng tiếc JPG. Khúc nhạc dạp ngắn qua đi, mọi người tiếp tục tìm vật tư trong siêu thị trong siêu thị còn có những người khác đến tìm vật tư mọi người cầm đèn pin trao đổi trong bóng tối bên kia hỏi người sao bên này đáp đúng vậy hai bên gặp gỡ hữu hảo sau đó lướt qua nhau đi tiếp một lát sau bên này người sao bên kia đúng vậy tôi nhuyễn nhuyễn hay là chúng ta đi cùng nhau đi có người đề nghị Bên kia liếu ríu thảo luận nửa ngày, người đàn ông dẫn đầu đi tới. Chúng tôi không tìm thấy nhà kho. Gâu. Zombie chó vốn đi sau tô nhuyễn nhuyễn đột nhiên sủa một tiếng, sau đó co cẳng chạy như điên. Tô nhuyễn nhuyễn bị ép đuổi theo chạy như điên. Sau đó mọi người cùng nhau chạy như điên. Bang một tiếng, zombie chó phá vỡ cửa chính nhà kho. Mọi người. Dù sao cũng là siêu thị lớn, hàng tồn trong kho rất phong phú. Lục thời minh dưới sự yểm hộ của Nghê Dương, lợi dụng không gian cất giấu vật tư. Tô Nguyễn Nguyễn thì đang chọn thức ăn cho chó. Không phải cô không chăm chỉ, thật ra là không cần thiết. Dù sao cô cũng sống không bao lâu nữa. Hơn nữa trong không gian của nam chính cái gì cũng có, căn bản không tới lượt cô ra tay. Mày thích vị này không? Tô Nguyễn Nguyễn đọc kỹ sau đó cất một gói thức ăn cho chó vị bò vào trong ba lô. Nghe Dương chỉ tiết rèn sắt không thành thép mắng. Tô Nguyễn Nguyễn, đi kiếm nước đi. Ờ. Tô Nguyễn Nguyễn bóc gói thức ăn cho chó, đặt xuống bên cạnh chó con. Chó con lớn chừng bàn tay vùi đầu vào gói thức ăn, vừa ăn vừa vẫy đuôi. Nước là tài nguyên rất khan hiếm. Bên đó tụ tập rất nhiều người, thậm chí đã bắt đầu có người đánh nhau. Tô Nguyễn Nguyễn nhìn cảnh tượng hỗn loạn, vô cùng vui vẻ chuẩn bị gia nhập. Quyền cước không có mắt, nói không chừng có khi cô bị người ta đánh chết. Xin hãy nhấn vào hình ngôi sao nhỏ phía dưới 33.333. Chương 6 Nguồn Mê truyện audio com Tôi Nguyễn Nguyễn xoa xoa hai tay, còn chưa kịp xong vào, gáy đã bị người phía sau bóp. Là ai? Dám bóp cổ nhỏ nắm giữ vận mệnh của tôi. Tôi nhuyễn nhuyễn ngửa đầu nhìn. Chỉ thấy lục thời minh không biết đứng sau cô từ lúc nào, giờ phút này đang nắm lấy cổ áo cô, mặt ôm nhu kéo cô về. Vừa kéo, vừa nói chuyện, nhuyễn nhuyễn, chúng ta bây giờ phải đi tiệm thuốc, cùng đi đi. Một mình em ở đây, anh không yên tâm. Tôi rất yên tâm có được không? Nhưng phản kháng vô hiệu, tôi nhuyễn nhuyễn bị túng ra ngoài. Tiệm thuốc cách siêu thị 10 phút đi bộ. Nghe Dương đề nghị không cần lái xe, bởi vì cô ấy biết có một đường nhỏ có thể đi đến đó. So với việc phải chơi trò ô tô đụng với zombie trên đường lớn, đi đường nhỏ không người cũng không zombie còn dễ đi hơn. Mọi người nhất trí đồng ý, "Em, tôi không." Lục Thời Minh đè tay nhỏ của Tô Nguyễn Nguyễn xuống. Tô Nguyễn Nguyễn bị ép đồng ý, "Ông chó con, dắt zombie chó, mặt ủy khuất đáng thương." Ngoài nghe Dương, Lục Thời Minh, Tô Nguyễn Nguyễn cùng đi còn có Vương căng và hai tùy tùng của hắn ta đi cùng tất cả sáu người hai chó chen trong con hẻm nhỏ. Cô nhuyễn nhuyễn nhìn con hẻm nhỏ vắng tanh, nhớ nhung tiểu đồng bọn zombie yêu dấu của cô. Bỗng nhiên, cô nhìn thấy một chiếc giày trẻ con lơ lửng trên không trung. Là cái loại màu trắng trắng. Ở đó có người. Đó nhất định là một cái bẫy. Nghe dương lời còn chưa dứt, tô nhuyễn nhuyễn đã anh dũng lao ra ngoài. Nghe dương. Cái đồ ngốc bạch ngọt này. Ra vẻ anh hùng cái gì? chị đến cứu em đây. Tô Nguyễn Nguyễn ôm chặt lấy em trai nhỏ, dùng sức kéo một cái. Em trai nhỏ kia bị cô kéo từ trên cây xuống. Tô Nguyễn Nguyễn. Nghe Dương cầm súng lên, cảnh giác quan sát bốn phía. Quả nhiên, một người đàn ông đi ra từ chỗ tối bên cạnh. Anh ta mặc quân trang xanh thẩm, sau lưng mang súng người cao chân dài đứng ở nơi đó, bên chân là hai cái ba lô. Bên trong hẳn là chứa vật tư nghe dương nheo mắt lại nhắm ngay người đàn ông người đàn ông kia đứng chỗ khuất anh ta chậm rãi đi tới hai tay giơ lên làm ra tư thế đầu hàng nghe dương thấy rõ khuôn mặt anh ta sững sờ đội trưởng tiêu cô biết tôi khuôn mặt người đàn ông lạnh lùng góc cạnh tóc ngắn xem ra là quân nhân đã trải qua huấn luyện khắc nghiệt nghe dương sao có thể không biết anh ấy anh ấy là thần thoại của đội bọn họ là thần tượng của cô cô gái khuôn mặt lãnh khốc giờ đây đột nhiên đỏ ửng hai má, thậm chí còn đưa tay quấn quấn phần tóc mai mà bản thân không có. Em, em cũng là bộ đội đặc chủng, em tên là Nghe Dương. À, tôi biết cô. Nữ thần bắn súng, Nghe Dương. Nghe Dương hai mắt phát sáng. Thần tượng của cô cũng biết cô. Nghe Dương mặt kích động đỏ tới mang tai. Tôi Nguyễn Nguyễn nhỏ giọng nói. Mặt cô bây giờ rất giống mông khỉ nghe dương hung tợn trừng cô sau đó ý thức được tiêu trệ đang đứng trước mặt lập tức nhăn nhó xoay người lại anh anh cũng rất lợi hại anh có vật tư vương căng liếc đến hai cái ba lô dưới chân tiêu trệ che miệng nói chúng tôi là người của khu sinh tồn anh chắc cũng muốn đi khu sinh tồn không bằng đi cùng đi tôi là dị năng giả hệ hỏa vương căng kiêu ngạo hất hàm dưới tiêu trệ mặt không đổi sắc nói tôi còn có em trai không tiện tự chúng tôi đi là được rồi nghe dương lập tức giả bộ nói a ah ha 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 không sao chúng em đều rất thích trẻ con tôi nhuyễn nhuyễn cái cô này lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng anh bạn nhỏ đáng yêu quá đi em có bị thương không nghe dương quay người trên mặt cứng nhắc nở nụ cười dịu dàng tha cho cô gái này đi cô ấy xưa nay nào biết cười dịu dàng là như thế nào Ham chơi chạy loạn, là tôi treo nó lên cây để cho nó chừa. Tiêu Trệ bước chân hơi gấp, đi lên ôm lấy em trai. Em trai nhỏ cúi đầu, đội cái mũ con vịt màu vàng sáng, từ đầu đến cuối không nói một lời nào. Tô Nhuyễn Nguyễn kỳ quái nghiêng đầu một chút, móc túi áo. Ăn kẹo không? Em trai nhỏ không nhúc nhích. Không ăn sao? Ăn khoai tây chiên không? Tô Nhuyễn Nguyễn tiếp tục móc, giống như móc túi thần kỳ. Uống coca không? Hờ mờ mờ, cánh gà. Tô nhuyễn nhuyễn vừa mới móc ra, em trai nhỏ bên kia bỗng nhiên thăm dò, há miệng to như cái máy ăn. Ê A -a, còn chưa bóc vỏ đâu. Tô nhuyễn nhuyễn kinh ngạc hô. Tiêu trệ một tay bịt miệng em trai anh ta, kéo gói cánh gà ra. Em trai nhỏ dãy dụ. Tiêu trệ mặt không đổi rút chổi lông gà bên hông ra. Em trai nhỏ an phận. Đồ ăn rất trân quý. Tiêu trệ trả lại cánh gà cho Tô Nguyễn Nguyễn. Tô Nguyễn Nguyễn từ chối nói. Không sao, bé thích mà. Sau đó, cô ngồi sổng xuống, em tên gì vậy? Ôi, ôi, ôi. Gì cơ? Tô Nguyễn Nguyễn xích lại gần. Tiêu trệ thân hình cứng lại, vô thức sờ chổi lông gà. Đột nhiên, một bàn tay vươn ra, trắng nhật mà hơi gầy, thon dài sạch sẽ, kéo đầu nhỏ của Tô Nguyễn Nguyễn về phía sau, sau đó nói với tiêu trệ bé hình như sợ người lạ giọng điệu người đàn ông nhẹ nhàng chậm rãi nho nhã như đàn xeo lô trên thực tế lục thời minh vốn là một người rất nho nhã thanh quý nhưng kiểu người này trong tận thế chỉ có thể biến thành phế vật đúng vậy nó hơi sợ người lạ tiêu trệ thở dài một hơi nói nó tên là tiêu bảo bảo tiểu bảo bảo là tiêu dừng một chút, tiêu trệ tự giới thiệu mình. Tôi tên tiêu trệ. Tiêu trệ. Tôi nguyễn nguyễn nhớ lại, đây không phải là nam phụ kim trùng phản diện trong nguyên văn cúng với nữ chính yêu hận tình thù, cuối cùng bị nam chính đánh nổ đầu sao. Là nam phụ bị độc giả giặc tên thân thiết là tiêu tiểu trư, cũng là người bị trêu chọc là nhân vật phản diện hiện tại rất quý, đó sao? Chúng tôi còn có việc, đi trước. Tiêu trệ tự hồ không muốn kết giao với người khác, ôm em trai mình, trực tiếp xuyên qua đám người. Vương Căng phát ra tiếng cười nhạo. Nghe Dương tiếc núi, nhìn bóng lưng của Tiêu Tiểu Trư. Thời điểm đến tiệm thuốc, thời gian đã không còn sớm. Sắp đến thời gian hoạt động tự do buổi chiều của zombie. Đối với bọn zombie ngày ngủ đêm bay này, Tô Nguyễn Nguyễn cảm thấy mình phải phối hợp với thời gian sinh hoạt của bọn nó quá phí mặt nạ đi. Tô nhuyễn Nguyễn, đi lấy thuốc đi. Nghe Dương chỉ huy nói. Tô nguyễn nguyễn ôm ba lô nhỏ, mang theo chó, ngồi sổng trước quầy thủy tinh, chậm chạp lấy thuốc. Lục thời minh đeo hai bao trên vai, đi vào phòng chứa thuốc của tiệm. Vương Căng giả bộ đi sau lung lục thời minh, nguy hiểm nheo mắt lại. Lục thời minh cúi đầu, đi đến một góc, đua lưng về phía vương Căng, trong tay không biết vuốt cái gì, phát ra âm thanh lạch cạch, lạch cạch. Vương Căng cười lạnh một tiếng, lục thời minh, tao khuyên mày nên biết điều một chút, tao còn có thể tha cho mày một mạng. Người đàn ông không nói gì, vẫn vuốt đồ vật trong tay. Góc đó rất tối, một chút ánh sáng lờ mờ chiếu đến trước mặt người đàn ông. Ánh sáng mờ mịt, trong bóng tối lộ ra vẻ quỷ dị âm trầm. Vương cam nhìn kẻ yếu ớt trước mặt, thấy hắn khó chơi liền tức giận, đột nhiên dùng dị năng công kích. Mày đi chết đi. Soạt một cái, ánh lửa nổi lên bốn phía. Người bên ngoài vẻ mặt căng thẳng, vô thức nhìn vào bên trong. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tô Nguyễn Nguyễn vừa quay đầu, liền nhìn thấy một người đang bốc cháy từ bên trong lao ra. À há! Cô ngửi được mùi khét nồng đậm. Người bị bốc cháy là Vương Căng. Hai người đi theo Vương Căng nhanh chóng đi tới dập lửa. Thế lửa rất lớn, thời điểm Vương Căng đáng thương bị mang về, đã thần chí không rõ. Bác sĩ thở dài, không cứu nổi, cắt đi. Vương Căng bên nặng tưởng sắp chết bật dậy, nhưng cũng không thay đổi được kết quả. Vương Căng biến thành vương thái giám. Đoạn Trân Qua một tiếng bật khóc. Tô Nhuyễn Nhuyễn có chút đau lòng cho cô ta. Trương Chí Hạo thành kẻ ngốc, thật vất vả mới gặp được một dị năng giả hệ hỏa, lại thành thái giám. Ê. Bạn nhìn đi, đây chính là chính là vận mệnh của pháo hôi bọn tôi. Tô Nhuyễn Nhuyễn nhìn Vương Căng, dáng vẻ như người từng trải nhìn tôi này đã sớm tiếp nhận sự an bài của vận mệnh dũng cảm đi theo vận mệnh an tâm mà qua đời cũng không phải khó chịu như vậy đã xảy ra chuyện gì bác sĩ thu dọn xong quay đầu hỏi thăm tình huống mất đi một dị năng giả hệ hỏa đối với cả đội mà nói là một tổn thất rất lớn chắc là mất khống chế dị năng tự thiêu chính mình nghe dương phân tích dù sao lửa bình thường không thể đốt nhanh như vậy được Tô Nguyễn Nguyễn dùng sức gật đầu. Pháo hôi đều là tự thiêu chính mình mới chiếu sáng vận mệnh của nhân vật chính. Bỗng nhiên, Tô Nguyễn Nguyễn ngửi được một mùi hương kỳ quái. Cô hít hít cái mũi nhỏ, cọ cọ bên cạnh. Lục thời Minh đưa tay chế trụ đầu nhỏ của cô, trụ mắt, hàng mi tinh tế hạ xuống, che lại đôi mắt đen nhánh, mơ hồ lộ ra mấy phần ôm nhu lưu luyến. Nguyễn Nguyễn đang ngửi gì vậy? Tô Nguyễn Nguyễn lập tức lắc đầu, run rẩy lại như chim cút. Cô hình như ngửi thấy mùi. Dầu hỏa. Tô Nguyễn Nguyễn nhìn Vương Căng một chút, lại nhìn Lục Thời Minh một chút, trung như cầy sấy. Mẹ ơi, con muốn chết. Chạng vạn tối, tất cả mọi người luân phiên nghỉ ngơi. Tô Nguyễn Nguyễn mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn thấy Nghe Dương ngồi chỗ ghế lái, tựa đầu vào cửa xe, cầm một cái ví hơi cũ, lộ ra kinh ngạc. Xuyên qua ánh trăng sang, Tô Nguyễn Nguyễn nhìn thấy tấm hình trong ví. Tấm hình kia hẳn là ảnh gia đình. Nghe Dương rất cảnh giác. Cô ấy nghe thấy động tĩnh sau lưng, lập tức cất ví đi, lau mặt một cái. Tô Nguyễn Nguyễn biết, Nghe Dương khóc. Tô Nguyễn Nguyễn không nói gì. Nghe Dương cũng không quay đầu lại, chỉ là nhìn ngoài cửa xe, nhẹ nhàng mở miệng nói. Bố mẹ tôi qua đời khi tôi còn nhỏ. Tôi cùng em gái cùng nhau lớn lên lúc xảy ra tận thế em ấy cãi nhau với tôi bỏ trốn khỏi nhà thân là nữ chính nghe dương tính cách kiên cường tự lập từ bé vì để làm nổi bật tính cách nhân vật tác giả để bố mẹ cô ấy mất từ lúc cô ấy còn nhỏ sau đó lại thêm đứa em gái cả ngày gây chuyện khiến cô ấy phải theo sau giải quyết hôm nay nghe dương đột nhiên nhắc đến chuyện này có thể là vì nhìn thấy em trai tiêu bảo bảo của tiêu trệ bỗng nhiên thấy đồng cảm dừng một chút giọng nghe dương có chút nghẹn ngào. Cô ấy đưa tay đỡ trán, giống như che mặt lại giống như tự trách. Này ngốc bạch ngọt, cô nói xem, tôi có thể tìm thấy em ấy không? Ánh trăng soi rọi, gió thổi mát mẻ. Sau lưng nghe dương truyền đến giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại như nước, giống như mưa phùng giang nam. Từng, cô chắc chắn có thể tìm được. Dựa theo kịch bản, nghe dương sẽ tìm khắp tất cả các khu sinh tồn, cuối cùng tìm được em ấy. Cô Nguyễn Nguyễn nói. Em gái cô tên là gì? Nghe dương sắc mặt có chút khó coi, một lúc lâu sau chật vật phun ra hai chữ, nghe mị. Nghe mị có phiên âm là Ni mây, đồng âm với câu chửi em gái mày bên Trung Quốc. Cô Nguyễn Nguyễn cảm thấy đây thật là một tác giả thần kỳ. Zombie đến rồi. Đột nhiên, cách đó không xa vang lên tiếng kêu to. Lục Thời Minh ngồi canh Tô Nguyễn Nguyễn lập tức mở mắt, vô thức đưa tay, cầm lấy rìu bên trong ba lô. Đôi mắt kia, không có chút nhập nhèm mới tỉnh ngủ, ngược lại lộ ra vẻ sắc bén như giả thú. Mang theo vẻ lười biếng lại khát máu. Tô Nguyễn Nguyễn hưng phấn mở cửa xe chuẩn bị xông ra. Tiểu bảo bối, tôi tới đây. Tác giả có lời muốn nói. Trệ có nghĩa là lợn, cho nên là tiêu tiểu trư. Chương 7 Nguồn mê truyện audio com chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc là ai lại dám bóp cổ nhỏ của tôi a à, là nam chính còn có thể làm gì được tha cho hắn vậy tôi nhuyễn nhuyễn mặt sống không còn gì luyến tiếc nhìn nghe dương bắt đầu thể hiện tạp kỹ ô tô bay đâm tiểu bảo bối của cô đến thất linh bát lạc thất linh bát lạc thành ngữ diễn tả sự lác đác, lơ thơ, rải rác, tan tác. Cá muối đau lòng di pê dê. Tố chất thân thể của dị năng giả tốt hơn người bình thường rất nhiều. Tuy vương căng thành thái giám, nhưng dị năng của hắn ta vẫn còn. Trong thời khắc nguy cấp như vậy, vương căng lập tức thành người mở đường máu, ngăn chặn ở phía trước. Thậm chí còn phá tan mấy chiếc xe con chạy ở trước mặt. Xe quân đội của vương căng rất lớn, quét ngang chướng ngại phía trước nghe dương lái xe như bay theo kịp một đường mạo hiểm mà kích thích Tô nhuyễn nhuyễn ghé vào cửa xe nhìn thấy xa xa phía trước tựa hồ có gì đó phản quang nghe dương phía trước có thứ gì đó sáng lấp lánh sáng cái mẹ cô cúi đầu nghe dương lời thô tục còn chưa nói xong đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng bang một tiếng vang thật lớn kính chắn gió vỡ vụn nghe dương rủ mảnh vụn thủy tinh trên người tim như trật một nhịp vừa nãy nếu không phải đồ ngốc bạch ngọt kia nhắc phát súng kia sợ là bắn vào mặt cô rồi vương căng mẹ thằng chó đẻ này bang một tiếng lại là tiếng súng vang lên lốp xe của bọn họ nổ tung xe bắt đầu lắc trái lắc phải nghe dương sửng sốt một chút sau đó chửi ầm lên lục thời minh đưa tay đè đầu tô nhuyễn nhuyễn xuống tay người đàn ông vừa to vừa lạnh khí lực lớn kinh người cả khuôn mặt tô nhuyễn nhuyễn bị đè ép trên ghế da, suýt chút nữa nghẹt thở chết. Ô, ô, ô. Đừng sợ, nhuyễn nhuyễn. Lục thời minh ấn càng mạnh. Tô nhuyễn nhuyễn dãy dụ lợi hại hơn. Zombie quá nhiều, vương căng vì tự vệ, nổ súng bắn mấy chiếc xe con. Mấy chiếc xe con này nghiêng ngã đâm vào ven đường, lập tức bị zombie vây lại. Mùi máu tươi càng hấp dẫn nhiều zombie đến nhưng zombie đuổi theo vương căng giảm đi rất nhiều. Tô Nguyễn Nguyễn cuối cùng cũng dãy dụa thoát ra được không nhịn được mà cảm thán, thật là một tên tiểu nhân hèn hạ âm hiểm. Nặng nề hít vào một hơi, Tô Nguyễn Nguyễn lại đem đầu mình đặt xuống. Nào, ép đi, tôi chuẩn bị xong rồi. Nếu không được nữa, cô có thể tự nín thở mà chết. Lục thời minh. Kíp một tiếng, xe của bọn họ hỏng lốc hoàn toán. Nghe Dương tức giận gõ gõ tay lái, nhìn thoáng qua vô tình nhân yếu ớt như gà yên tĩnh ngồi ghế sau, sau đó lại nhìn sang mấy con zombie đang từ từ tiến lại đây. Chạy. Nghe Dương dẫn đầu nhảy xuống xe. Thay vì ngồi trong xe chờ chết, thà rằng liều mạng một lần. Tôi nhuyễn nhuyễn tay yếu chân mềm nhảy xuống xe theo, cô nhìn đám tiểu khả ái nghe răng trợn mắt phía sau, vạn phần bi tráng nói. Để tôi thu hút zombie, hai người mau chạy đi cô đang thực lòng muốn chết đấy. Tô Nguyễn Nguyễn vì người quên mình xông về phía sau, nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt vạn vẹo của zombie lại kinh hô một tiếng, xoay người chạy. A a a. Thật đáng sợ quá đi. Tô Nguyễn Nguyễn vung chân ngắn, chạy lên đầu tiên. Nghe dương. Tô Nguyễn Nguyễn chạy đầu. Theo sau là zombie chó. Bỗng nhiên, một chiếc xe đạp địa hình ung dung chạy đến bên cạnh cô. Thân xe gọn nhẹ, màu sắc rất đẹp. Nhất là người đàn ông đang đạp xe, nhã nhặn tuấn mỹ, vai rộng eo hẹp, giống như quay quảng cáo trên bãi biển. Trên vai hắn có con cúng con nằm sấp. Cúng con ngoe ngoảy cái đuôi nhỏ. Tô nhuyễn Nguyễn, Nguyễn sững sờ, xe đạp địa hình anh lấy đâu ra? Lục Thời Minh nói. Trong không gian. Nghe Dương không nói hai lời, soái khí trực tiếp nhảy lên. Tô nhuyễn Nguyễn chân ngắn nhảy lên, kéo mạnh một cái xoẹt một tiếng, đồ rằng ri trên người lục thời minh bị xé rách, từ trên xuống dưới, lộ ra cơ ngực và cơ bụng hoàng mỹ hơi gầy. Còn trắng đến phát sáng. Phía dưới là miếng vải vụn bay trong gió. Tô nhuyễn nhuyễn. Chất lượng quần áo của anh hơi kém nhỉ ta. Đừng đánh mặt. Người đàn ông đưa tay, một tay giữ ghi đông, một tay nhấc tô nhuyễn nhuyễn lên, trực tiếp đặt lên thanh ngang phía trước đạp xe địa hình tất nhiên là tốt hơn căng hải zombie phía sau đi 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 xe địa hình đằng trước đạp 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 rất nhanh đã cách zombie một khoảng xa nhưng một chiếc xe đạp địa hình làm sao chứa nổi ba người lớn và hai con chó chờ đến khu vực an toàn lục thời minh nói trong không gian của tôi hình như còn chiếc xe nữa nghe dương hai mắt sáng lên sau đó cúi đầu mặt nhăn nhó đây là xe của anh Audi bốn bánh, thân xe gọn gàng, thể hiện vẻ đẹp toàn diện của bạn. Đây là một chiếc xe dành cho nhi đồng 5 tuổi siêu sang trọng chạy bằng điện. Tô Nguyễn Nguyễn, nghe Dương. Tô Nguyễn Nguyễn đưa tay, đây là nút gì? Xe nhỏ bắt đầu điên cuồng lắc lư. Nghe Dương. Tô Nguyễn Nguyễn lập tức rút tay về. Quỷ quốc cầm tay nhỏ GPG, nghe Dương hung tợn trừng cô một cái, lại nhấn một cái nút khác. Anh muốn đưa em về nhà, đêm đó ở quán bar, đây là cái quỷ gì? Nghe Dương giật nảy mình, đập đập một cái. Xe nhỏ an tĩnh. Tô Nguyễn Nguyễn lẩm bẩm nói. Nhạc thiếu nhi. Xe nhỏ lại hát lên, đến nha, a à hừ hừ, kimochi, a ha, nghe Dương. Đây hẳn là nhạc của thiếu nhi 18 tuổi. Xe, tất nhiên làm gì có xe. Ba người sáu chân, hai chó tám chân. Ngồi trên con xe đạp địa hình, lung la lung lay đuổi kịp xe quân đội phía trước. Xe quân đội dừng lại để sửa chữa gì đó. Tuy rằng tình trạng vương căng không tốt lắm, nhưng dị năng của hắn ta lại không mất hiệu lực. Ba người trốn một bên, nghe dương hai mắt nheo lại, đưa ra một quyết định to gan. Cướp xe. Ai đối phó vương căng? Nghe dương liếc nhìn hai kẻ yếu ớt, lại nhìn zombie chó và chó con đang đào hố ăn phân. Nắm chặt súng trong tay, để tôi. Vậy ai đối phó những binh sĩ vũ trang kia? Nghe Dương. Để tôi. Thế ai đi cướp xe? Nghe. Khuôn mặt dần khó coi. Dương. Tôi. Vậy ai lái xe? Nghe. Mặt không cảm xúc. Dương, tôi. Nghe Dương cảm thấy mình thật khổ mà. Cô rốt cuộc sao lại kết nhóm với hai tên yếu ớt này vậy? Hai tên yếu ớt ngồi xổm nút trong bụi cỏ, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn cô ấy. Nghe Dương cảm thấy bây giờ bản thân thật giống gà mẹ. Cô ấy thở dài một tiếng, hai người ngồi đây đợi tôi. Tôi nhuyễn nhuyễn bỗng đưa tay, nếu lại góc áo Nghe Dương, người xấu sẽ bị xét đánh. Trên mặt Nghe Dương hiện ra vẻ cười nhạo, cô cho là đang quay phim truyền hình. Nói được nửa câu, sắc mặt Nghe Dương đột nhiên thay đổi, thập phần cổ quái. Cô ấy cười nói đúng vậy, người xấu sẽ bị sét đánh. Tiện thể hòa ái xoa cái đầu nhỏ của Tô Nguyễn Nguyễn. Tô Nguyễn Nguyễn. Cô cười âm hiểm như vậy làm tôi hơi sợ đó. Thật ra Tô Nguyễn Nguyễn muốn nói nốt câu sau. Cô là nữ chính mà, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nhưng mà không nghĩ tới, nghe Dương căn bản không thèm nghe câu sau của cô, không biết lại nhảy gì với lục thời minh, sau đó Tô Nguyễn Nguyễn thấy Lục Thời Minh lấy từ trong không gian một cái túi gì đó. Nghe Dương cầm trong tay ước lượng, sau đó đứng lên, bỗng nhiên ném về phía xe quân đội. Nghe Dương bắn cái túi kia. Đồ vật bên trong rơi ra, mang theo ánh lửa, rơi đầy trên xe. Sau đó Tô Nguyễn Nguyễn thấy trong xe quân đội có người hoảng sợ thăm dò, nhưng không ai xuống xe, đầu ngón tay Nghe Dương phát ra một dòng điện xanh lam dài nhỏ, xoẹt xoẹt một cái, cả xe quân đội phát ra ánh sáng xanh lam. Những hạt bột kia là mạt sắt. Dựa vào dị năng hiện tại của Nghê Dương, trình độ cao lắm cũng chỉ giống như dùi cui điện 100V. Căn bản không thể một phát là có thể giải quyết một đống người trên xe. Cho nên cô ấy chỉ có thể ăn may. Dòng điện không mạnh, chỉ là nhờ mặt sắt mà lớn hơn, lan ra toàn bộ chiếc xe, khiến người bên trong không có khả năng phản kháng. Vốn là một trận ác chiến, lại diễn ra nhanh gọn lẹ. Nghe dương cầm một cây gậy gỗ. Trước tiên lôi vương căng từ trong xe ra, sau đó bảo lục thời minh lấy tiểu Audi ra. Cô muốn làm gì? Tô Nguyễn Nguyễn kỳ quái hỏi. Hừ. Nghe dương cười lạnh một tiếng, người ta bất nhân, thì chúng ta bất nghĩa. Vương căng bị trói trên xe nhỏ sang trọng. Một đường y y a a thu hút zombie. Tô Nguyễn Nguyễn, quả nhiên độc nhất lòng dạ nữ chính. Không có vương căng, vẫn còn một đống binh sĩ vũ trang trên xe quân đội, cùng với đoạn trân đang bất tỉnh nhân sự và tên thiểu năng. Những người này làm sao bây giờ? Nghe Dương trầm tư nửa khắc, đóng cửa xe. Trước tiên cứ giữ lại. Dừng một chút, nghe Dương nhìn về phía tô Nguyễn Nguyễn và Lục Thời Minh, hai người chẳng lẽ không có gì muốn hỏi sao? Vừa rồi nghe Dương phô bày dị năng hệ lôi của mình trước mặt bọn họ cô khẩn trương nắm chặt súng. Lý do đã nghĩ kỹ rồi, cứ nói là vừa vặn đột nhiên bạo phát, chính cô ấy cũng không rõ. Tô Nguyễn Nguyễn nói. Trên xe này có nhà vệ sinh không? Ai ia, cô không nhịn được nữa á, Lục Thời Minh nói. Anh dắt em xuống dưới. Nghe Dương. Hai tên yếu ớt các người tôn trọng tôi một chút có được không? Đi hết hai ngày, Nghe Dương đưa mọi người đến khu sinh tồn khu sinh tồn không lớn. Chỉ có một một điều kiện. Đó chính là cường giả vi tôn. Dị năng giả phía trên nắm giữ nước, điện, dầu thô, đồ ăn, các loại tài nguyên, một lần nữa trở về thời bao cấp. Mọi người không được chiếm riêng thức ăn, mỗi ngày dựa theo lao động mà phân phát. Nhưng nếu bạn là dị năng giả thì khác. Bạn có thể hưởng thụ vô hạn tài nguyên. Bao gồm cả người. Toàn bộ khu sinh tồn, tính cả vương căng, tất cả có 5 dị năng giả. Hiện tại vương căng mất tích, chỉ còn lại 4 người. Cực kỳ khang hiếm. Khu sinh tồn có một đội binh sĩ vũ trang đứng ở cửa, tiến hành kiểm tra. Không phải ai cũng có thể vào. Trừ phi bạn là dị năng giả, nếu không phải giao ra tất cả đồ ăn của mình. Không có đồ ăn thì không có giấy thông hành. Xe quân đội là xe của Vương Căng. Nghe Dương bọn họ đương nhiên sẽ không ngốc mà lái xe vào thẳng khu sinh tồn. Bọn họ giấu xe vào một chỗ cách khu sinh tồn không xa. Trước khi đi, Nghe Dương mở cốc xe. Đoạn Trân và những binh sĩ vũ trang còn không biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì bọn họ vẫn đang hôn mê. Cho đến khi tiếng ồn ào đánh thức bọn họ. Không biết từ lúc nào, bọn họ đã đến cửa khu sinh tồn. Một đám người lập tức lái xe tiến vào khu sinh tồn liếu triếu nói chuyện khủng bố ba ngày trước. Ông trời nổi giận, mây đen che trời, sấm sét ầm ầm, thiên lôi trên trời đánh xuống, vương căn bị sét đánh thành vụn. Nháy mắt, toàn bộ khu sinh tồn hoảng sợ. Tất nhiên, tô nhuyễn nhuyễn bọn họ còn không biết chuyện này, bởi vì bọn họ còn đang xếp hàng ở bên ngoài. Không có dị năng thì nộp vật tư. Có dị năng thì trực tiếp vào. Nộp vật tư xong, nam trái nữ phải, tiến hành kiểm tra một người đàn ông cao lớn không có vật tư thế mà lại đi cướp luôn đồ ăn của người già trẻ em có người thấy thế bắt chước theo trong nháy mắt đám người nháo thành một đoàn binh sĩ vũ trang phía trước nhịn không được bắn một phát súng bắn chết người đàn ông kia sau đó nói tất cả yên lặng cho ông trong tận thế người không ra người không bằng cả súc vật đám người im lặng trung rễ xếp thành hàng Tô Nguyễn Nguyễn chen trong đám người, thở dài. Lúc đầu cô hẳn là bị lục thời minh đẩy vào trong đám zombie trước cửa ra vào khu sinh tồn, nhận hết ra tấn mà nam chính phải chịu, bị zombie gặm không còn xương. Nhưng hiện tại, cô thực lòng tìm chết, thế mà quái lạ lại bắt đầu đi theo kịch bản của nam nữ chính. Tô Nguyễn Nguyễn cảm thấy vô hạn bi thương, cơm tối hôm nay chắc không nổi ăn ba chén rồi. Đột nhiên, phòng kiểm tra bên trái có một dây leo chắc chắn thò ra, ném một người đàn ông trần trùng trục ra ngoài. Người đàn ông đầu như quả dưa hấu rằng một cái ngã xuống mặt đất. Chết rồi. Binh sĩ vũ trang đứng bên cạnh sai người kéo ra ngoài ném. Người đàn ông này sau khi bị kiểm tra ra vết thương bị zombie cắn, bị xử quyết ngay tại chỗ. Sau khi bị zombie cắn, thời gian ủ bệnh dài nhất là 3 ngày. Nhưng trong khu sinh tồn quá nhiều người, căn bản không đợi được đến ngày thứ 3 nếu thấy trên người có vết thương giống như vậy sẽ bị xử lý ngay lập tức dây leo to lớn kia hấp dẫn ánh mắt mọi người mà dây leo kia như đang cố ý khoe khoang cũng không thu lại cứ như vậy di chuyển loạn trong không trung nghe dương nói kia là dị năng giả hệ một tô nhuyễn nhuyễn nói trông giống cục phân nghe dương xác thực rất giống bởi vì câu này của tô nhuyễn nhuyễn bầu không khí khủng bổ bao trùm bị quét sạch sành xanh, xanh. Mọi người vốn dĩ bị tận thế làm cho không chịu nổi trên mặt cũng lộ tươi cười. Sau đó vừa nghiêng đầu, nhìn thấy mặt tô nhuyễn nhuyễn tất cả đều ngẩn ngơ. Đây, đây là người hay là tiên nữ vậy? Không khí xung quanh trở nên tĩnh mịch. Tô nhuyễn nhuyễn không cảm nhận được gì cả, cuối đầy nhìn zombie chó đang cọ chân mình. Cô nhớ, hình như zombie chó không thể đi vào. Thật đáng tiếc. Zombie chó đột nhiên tha chó con, cũng nó vào lòng tô nhuyễn nhuyễn. Tô nhuyễn nhuyễn đưa tay ôm lấy, cục mắt nhìn zombie chó. Cô gật đầu nói. Ừm, tao sẽ chăm sóc nó thật tốt. Zombie chó đi ba bước lại ngoái đầu nhìn. Tô nhuyễn nhuyễn đẩy chó con vào lòng nghe dương. Cô phải chăm sóc nó cho tốt đây. Có hào quang của nữ chính ở đây, dù sao cũng tốt hơn là đi theo một pháo hôi dễ chết như cô. Tôi nhuyễn nhuyễn ngửa đầu, nhìn cái dây leo trong giống cục phân kia, suy nghĩ xem có nên cắn tay mình một cái hay không đây. Đây là lời bài hát, giả lan biết cô, tớ chèn ở đầu, bài này có một bản tiếng phổ thông, một bản tiếng Hồng Kông cơ mà tớ thích bản tiếng Hồng Kông hơn nên chèn bản tiếng của Trần Vĩ Đình. Xin hãy nhấn vào hình ngôi sao đáng yêu phía dưới. 33.333 33, Chương 8 Nguồn Mê truyện audio.com Lục thời minh và nghe dương đều không định nói ra dị năng của mình Bọn họ đã nộp vật tư, đang đợi kiểm tra Quần áo lục thời minh bị tô nhuyễn nhuyễn cào nát Hắn đổi một bộ quần áo thể thao hơi cũ màu xám nhạt Người cao chân dài lưng đeo hai cái túi đứng ở nơi đó Hấp dẫn không biết bao ánh mắt Thậm chí binh sĩ nữ đang kiểm tra người khác cũng nhịn không được thò đầu ra ngắm Ngược lại, tô nhuyễn nhuyễn mặc bộ đồ của đoạn trân vốn là màu trắng giờ đã lấm lem bùn đất, tội nghiệp đứng cạnh lục thời minh, giống như con nhà mình với con người ta vậy. Chỉ có gương mặt kia coi như sạch sẽ. Bỗng nhiên lục thời minh đưa tay, kéo mũ trùng lên đầu tô nhuyễn nhuyễn. Mũ rất lớn, che lại hơn nửa khuôn mặt tô nhuyễn nhuyễn. Chỉ lộ ra hàm dưới trắng nõn nhỏ nhắn. Vài sợi tóc dán vào, bánh nhuận như bạch ngọc. Lục thời minh lấy ra bình nước, cho tô nhuyễn nhuyễn uống một ngụm tiện thể lau mặt một cái. Tô Nguyễn Nguyễn lúc đầu còn hoa mắt choáng đầu giờ cảm thấy thân thể thoải mái hơn nhiều. Giống như người đi trong sa mạc thấy được ốc đảo. Quả nhiên phải có nước mới sống được. Tô Nguyễn Nguyễn chép miệng, ông bình nước uống thêm mấy ngụm. Nghe Dương liếm môi khô khốc, cho tôi uống một ngụm với. Lục thời Minh lôi ra một bình nước khác trong ba lô. Nghe Dương nói. Tôi uống của ngốc bạch ngọt là được rồi. Lục Thời Minh nói. Bình kia là bình chuyên dụng của Tô Nguyễn Nguyễn. Tô Nguyễn Nguyễn. Sao tôi không biết chuyện này? Nghe Dương nhìn Tô Nguyễn Nguyễn, trong mắt đều là đã tận thế rồi mà còn đòi hỏi như vậy. Tô Nguyễn Nguyễn. Tôi cảm thấy tháng 6 tuyết rơi. Bên kia, Lục Thời Minh Quang Minh chính đại ngửa đầu uống hết chỗ nước còn lại của Tô Nguyễn Nguyễn. Tô Nguyễn Nguyễn. Đã nói là bình nước chuyên dụng của tôi cơ mà. Người đàn ông cười, khuôn mặt nhã nhặn tuấn tú như phong thanh nguyệt lãng. Với Nguyễn Nguyễn, anh không phải người khác. Đúng, anh không phải, anh là nam chính. Uống xong nước, đúng lúc đến lượt Tô Nguyễn Nguyễn. Tô Nguyễn Nguyễn theo binh sĩ Vũ Trang vào phòng tối kiểm tra. Cô nhìn bốn phía, phát hiện không có ai chú ý, hít sâu một hơi, cắn cánh tay mình. A, à, đau quá. Chỗ này quá đau, cắn chỗ khác a à, đau quá. Lại cắn chỗ khác. Làm gì vậy? Binh sĩ vũ trang đi phía trước nhìn thấy tư thế kỳ quái của tô nhuyễn nhuyễn, chợt cảnh giác, chỉ súng vào cô. Cô gái này vừa nãy tự cắn mình. Nghe dương đi phía sau tô nhuyễn nhuyễn nghe thấy động tỉnh vội đi vào. Cô gái nhỏ bởi vì chấn kinh, mũ trùng trên đầu rơi xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ trắng như sứ. Vài sợi tóc lộn xộn dán vào hai bên gò má. Cô mở to đôi mắt ngập nước, đối mặt với súng ống đen ngòm, đôi mắt tràn đầy sợ hãi, đôi mắt đỏ lên như sắp khóc. Bởi vì phải kiểm tra theo quy định nên cô đã cởi bộ thể thao rộng thùng thình bên ngoài, lộ ra áo dài tay bên trong. Cơ thể yếu ớt, mảnh mai, tinh tế. Tóc đen rủ xuống, môi hồng mắt to, đôi mắt trong suốt như pha lê giống như con búp bê xinh đẹp đắt tiền. Binh sĩ vũ trang ngầm nuốt một ngụm nước bọt, suýt chút nữa không cầm nổi súng vô vật như này anh ta mới nhìn thấy lần đầu tiên trong tận thế xinh đẹp cũng là có tội mà xinh đẹp giống như tô nhuyễn nhuyễn chính là tội không thể tha có lẽ do luôn ở cùng nhau nghe dương không phát hiện ra nhưng hiện tại cô ấy nhìn mặt tô nhuyễn nhuyễn có cảm giác bất an cái đồ ngốc bạch ngô di này lúc nào cũng xinh đẹp như vậy xinh đẹp đến mức câu hồn đoạt phách người ta nghe dương cúi đầu nhìn làn da khô nước nẻ của mình. Lại nhìn làn da mềm mại của tô nhuyễn nhuyễn. Nhìn mái tóc sơ của mình. Lại nhìn mái tóc đen dài như tơ lụa, hơi uống xoăn tựa hải tảo. Cô liền tự bế. Có chuyện gì vậy? Dây leo khổng lồ di chuyển qua. Tuy nam nữ kiểm tra không cùng một phòng nhưng hai phòng thông nhau qua một cánh cửa. Cánh cửa kia bị mở ra. Trước mặt tô nhuyễn nhuyễn xuất hiện một người đàn ông. Hấp bé, quá dị giống như dây leo khô cằn thiếu nước. Khi nhìn đến Tô Nguyễn Nguyễn, cặp mắt đục ngầu của người đàn ông kia sáng rực lên. Mỹ nhân xinh đẹp như vậy, lặng lẽ đứng ở nơi đó, tất cả mọi thứ phía sau đều làm nền cho cô. Ngay cả căn phòng nhỏ u ám tựa hồ cũng bị da thịt như ngọc của cô chiếu sáng. Đàn ông thích mỹ nhân. Mà mỹ nhân trước mặt ông ta lại xinh đẹp đến kinh tâm động phách. Mắt đẹp môi mềm, vư vật trời sinh lại mang theo chút ngây thơ, hồn nhiên, vừa xinh đẹp vừa đơn thuần, gương mặt kia mỹ lệ vô hại, thậm chí xinh đẹp đến nỗi khiến người ta muốn chà đạp. Trong một nơi như tận thế, dục vọng muốn phá hủy vốn không nên tồn tại, lại bị đẩy lên đỉnh điểm. Mà tô nhuyễn nhuyễn chính là cô gái khơi dậy dục vọng muốn phá hủy. Cô rất mảnh mai, yếu ớt giống như chỉ cần chạm một cái liền tan vỡ loại cảm giác yếu ớt đặc biệt kia giống như đóa anh túc mê người, trong tận thế lại càng mãnh liệt hơn. Nghe dương nghiêng người, chắn trước mặt tô nhuyễn nhuyễn. Một người phụ nữ mặc quân trang từ đằng sau đi tới. Nhìn người dây leo kia, sau đó đưa mắt nhìn sang tô nhuyễn nhuyễn nói. Đi vào kiểm tra đi. Tô nhuyễn nhuyễn cùng nghe dương đi vào chung. Ánh mắt người dây leo kia dính trên người cô, tựa như muốn móc từ trên người cô một miếng thịt loại cảm giác buồn nôn này khiến tô nhuyễn nhuyễn nhịn không được trùng mình một cái. Cô hối hận rồi. Cô từ chối cái người dây leo kia. Thà rằng để nam chính chặt thành 18 khúc còn hơn. Trong phòng tối, người phụ nữ mặc quân trang kia nhìn tô nhuyễn nhuyễn từ đầu đến chân, mỗi một tấc da thịt đều không buông tha. Trong tận thế, da thịt trên người cô gái này lại trắng nõn đến quá mức. Một thân da thịt trắng nõn kia giống như bạch ngọc thượng đẳng trắng muốt như tuyết, không chút tì vết. Người phụ nữ mặc quân trang ngoại trừ chấn kinh vẫn là chấn kinh, thiếu chút nữa thì muốn hỏi một chút phương pháp bảo dưỡng. Nhưng mà cô nhịn được. Cô ấy nhìn khuôn mặt Tô Nhuyễn Nhuyễn, cảm thấy làn da này nhất định là trời sinh đã vậy. Cô cũng không muốn rước lấy nhục. Đây là cái gì? Cô ấy chỉ vào ấn ký trên cánh tay Tô Nhuyễn Nhuyễn. Điểm ấn ký kia rất nhạt, chỉ có một chút xíu nhưng bởi vì da thịt cô gái nhỏ vừa trắng lại mỏng cho nên cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa lại còn dày đặc, một đường uống lượng hướng lên chân, giống như một hình xăm xinh đẹp, muốn xem nhẹ cũng không được. Tô Nguyễn Nguyễn còn chưa lên tiếng. Bên kia nghe Dương đã nói. Cô ấy có bạn trai. Người phụ nữ mặc quân trang sững sờ, nhớ tới vừa rồi trộn ngó ra thấy chàng trai Tuấn Mỹ nhã nhặn kia, trên mặt có chút khen tị, sau đó lại nhìn đến mặt Tô Nguyễn Nguyễn, lại tiếc núi lớn lên như này tìm được một bạn trai như thế đúng là không có vấn đề gì chỉ là hiện tại là tận thế đàn ông đẹp trai như vậy lại tay trói gà không chặt thì có thể làm được gì nhưng mà người phụ nữ mặc quân trang lần nữa nhìn vết tích kia đây là bạch tuộc thành tinh sao cũng thật là cuồng giả quá đi cô ấy phất vất tay Tô nhuyễn nhuyễn và nghe dương bị mang ra ngoài Tô nhuyễn Nguyễn phiền muộn thả ống tay áo xuống. Xem ra bản thân còn chưa đủ hung ác. Cắn nhiều vết như vậy cũng không cắn nát da. Nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến chuyện cô có bạn trai hay không? Kiểm tra xong, mọi người đứng ở thao trường, đợi được sắp xếp. Người đến là người dây leo. Đại khái là khoe khoang bản thân, hạ thấp người khác. Sau khi giải tản, người dây leo kia đi đến trước mặt tô nhuyễn nhuyễn, vẻ mặt thèm nhỏ giải nhìn cô ông ta duỗi ra một dây leo nhỏ bé, đẩy mũ trùng trên mặt Tô nhuyễn Nguyễn ra. Tô nhuyễn Nguyễn hoảng sợ lui về sau. Đụng vào một người. Lục thời Minh đưa tay, ôm người vào trong lòng. Trên người đàn ông mang theo mùi hương nhàn nhạt, thanh lãnh, nhẹ nhàng, khoan khoái, giống như tuyết động ngày đông. Tô Nguyễn Nguyễn mở to mắt, run rẩy cuộn mình trong ngực lục thời Minh. Cô liếc con mắt nhìn sang người dây leo. Lúc này cô mới phát hiện, người đàn ông này không có tay, mà chỗ vốn là cánh tay, giờ đây là hai cái dây leo to lớn. Ông ta biến dây leo hóa thành hai cánh tay, thậm chí còn làm ra hình dạng bàn tay. Thì ra đây là một dị năng giả hệ một khuyết tật. Tôi tên là Trịnh Thụ. Ánh mắt của người dây leo cuối cùng cũng rời khỏi người tô nhuyễn nhuyễn. Ông ta nhìn chăm chú lục thời minh, thấy tay hắn đặt lên eo nhỏ của tô nhuyễn nhuyễn, trên mặt lộ ra vẻ âm tàn so sánh với trịnh thụ gầy gò, lục thời minh dáng người thẳng tắp thon dài, dù cho có mặc áo gai thô cũng là thịnh thế mỹ nhan. Đây là bạn gái tôi. Giọng lục thời minh trầm ổn, có loại khí chất khí định thần nhàn, ưu nhã thấm vào mỗi tất da thịt trong thân thể hắn. Giống như vẻ tự phụ đã ăn sâu vào trong xương thịt hắn. Trịnh thụ dường như thập phần chán ghét loại người đối lập như hai thái cực với ông ta như này. Trong ba lô chứa cái gì? dây leo trên người trịnh thụ vẫy một cái, ba lô của lục thời minh liền bị ông ta đoạt lấy, ném xuống đất, lộ ra cái rìu bên trong. a à, rìu. Dùng để làm gì? Chặt zombie. Lục thời minh nhíu mày, thấy không rõ biểu bình. Cô nhuyễn nhuyễn đứng bên cạnh hắn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Cô cảm thấy tâm tình nam chính bây giờ dường như không tốt lắm. Thời điểm tâm tình nam chính không tốt, gặp nạn tất nhiên đều là pháo hôi làm một pháo hôi gần nhất, Tô Nhuyễn Nguyễn lựa chọn yên tĩnh như gà. Tiếng Trịnh Thụ cười nhạo lớn đến đáng sợ. Mày, chặt zombie. Đã chặt được chưa? Hả? Ha ha ha. Lưỡi rìu này của mày vẫn còn mới đi. Tô Nhuyễn Nguyễn có thể làm chứng, lưỡi rìu này tuyệt đối không phải còn mới. Chỉ là người đàn ông này bảo dưỡng rất tốt. Tô nhuyễn Nguyễn nửa đêm thường thấy người đàn ông bên cạnh ngồi chậm rãi thoa baby cream lên rìu. Sau đó lại mát. Xa lần nữa. Làm một cái rìu có thể chảy mồ hôi, chảy máu vì nam chính, Tô Nguyễn Nguyễn biểu hiện chính cô không có ghen tị đâu. Nếu như ngày nào đó nam chính thoa baby cream cho cô, lại còn mát, xa cho cô, cô cảm thấy khả năng là bản thân cách thiên giường không xa. Đương nhiên, Tô Nguyễn Nguyễn rất tình nguyện lên thiên đường chỉ là không cần chết tàn nhẫn như vậy thì tốt. Trịnh Thụ một cước dẫm lên ba lô và rìu của Lục Thời Minh. Tô Nhuyễn Nguyễn tinh mắt nhìn thấy người đàn ông nheo mắt lại. Lệ khí xuất hiện trên khuôn mặt vốn nho nhã thanh lãnh, thoáng cái liền biến mất. Tô Nhuyễn Nguyễn bắt đầu đếm ngày dùng Trịnh Thụ. Thân ái, không biết ngài muốn lựa chọn kiểu chết nào. Người không có dị năng, chỉ có thể ngủ giường ghép lớn. Nam nữ tách ra, Tô Nguyễn Nguyễn cùng đi với Nghe Dương. Lục Thời Minh đeo ba lô, đi hướng ngược lại với các cô. Mỗi sáng sớm đi nhận vật tư của một ngày. Vật dụng thường ngày thì một tuần cấp một lần. Mỗi ngày còn phải làm việc. Tô Nguyễn Nguyễn bị sắp xếp đi đào than đá. Đúng vậy, không sai, đào than đá. Trong tận thế, than đá có thể làm rất nhiều thứ. Thang đá đào được trong khu sinh tồn này không chỉ có thể dùng riêng mà còn có thể đổi với các khu sinh tồn khác để lấy dầu thô, loại tài nguyên trân quý như nước. Chính bởi vì có ngọn núi thang, khu sinh tồn này mới có thể tồn tại. Biệt danh của khu sinh tồn là khu thang đá. Ngoại trừ nhân lực, khu sinh tồn vẫn cấp cho một cái máy xúc. Tô Nguyễn Nguyễn hâm mộ nhìn người đang lái máy xúc, sau đó bỗng thấy quen quen. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa cho nên cô nhìn không rõ hơn nữa không biết có phải do ảo giác của cô hay không mà cô luôn cảm thấy cái máy xúc này luôn đối nghịch với cô không cần biết cô tránh chỗ nào những trò thang phiêu tán tứ phía kia đều bay vào mặt cô a à, phù 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 phi 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 nghỉ giữa giờ phụ nữ xung quanh đều vây quanh bên cạnh máy xúc tôi nhuyễn nhuyễn kiển chân thực ra cũng chẳng cần kiển chân bởi vì người đàn ông kia như hạt giữa bầy gà Lúc Tô Nguyễn Nguyễn đẩy một đám phụ nữ ra, xuất hiện trước mặt Lục Thời Minh với khuôn mặt đen như bao công, tóc tai thì bù xù, Tô Nguyễn Nguyễn rõ ràng nhìn thấy người đàn ông kia cong môi. Là cười nhạo, chắc chắn là cười nhạo. Hắn dám chế giễu cô. Tô Nguyễn Nguyễn tức giận. Cô cảm thấy tự rước nhục vào mình. Anh không phải là không biết lái xe sao? Tô Nguyễn Nguyễn dùng sức chỉ trích, ngón tay như muốn chọc lên mặt Lục Thời Minh người đàn ông đẩy tay Tô Nguyễn Nguyễn ra, ý cười trên mặt càng sâu, anh không biết lái xe, nhưng anh biết lái máy xúc nha. Tô Nguyễn Nguyễn Thì ra ngài còn học ở trường Lan Hương à, trong bản CV có ghi là Lam Tường Máy Xúc, mình tra trên bay ra hai kết quả. Một là trường Đào Sơn Đông Lan Hương, trường này có 8 chuyên ngành bao gồm máy xúc, máy ủi, xe lăn. Hai là một câu đùa trên mạng. Do không biết nên hiểu thế nào nên tớ đã lấy theo nghĩa một, tớ nghĩ chắc đây là câu đùa giống như đại học mỏ bên mình thôi. Nếu ai có cách hiểu hợp lý hơn thì cứ mờ tờ nhé, lục thời minh đưa tay, nhẹ nhàng lau giúp tô nhuyễn nhuyễn cho thang trên mặt. Nhưng càng lau càng bẩn. Sau đó tô nhuyễn nhuyễn liền thấy ý cười trong mắt người đàn ông này càng lúc càng sâu. Đỡ trái tim yếu ớt nhỏ bé của mình, tô nhuyễn nhuyễn quyết định lập tức kết thúc nhân sinh đẹp đẽ của mình. Dị năng giả của khu mỗi tuần một lần thay phiên ra ngoài thu thập vật tư, cũng mang theo thang đá đào được đi đến khu sinh tồn khác cách đó không xa, đổi lấy dầu thô. Dị năng giả có quyền chọn lựa đội viên cùng ra ngoài. Những người bình thường bị chọn. Thật ra đều là mồi nhữ của zombie. Chưa người nào còn sống trở về. Tô Nguyễn Nguyễn tích cực nhiệt tình báo danh. Trở thành đồ đần khiến người khác chú ý, tác giả có lời muốn nói. Ban cho Nguyễn Nguyễn danh hiệu. Đội trưởng phân đội chịu chết cười miễn thấy có thêm bạn vốt cảm thấy rất vui. Cảm ơn bạn đã đọc và chờ đợi, bài hát này dành tặng cho các bạn, các bảo bối của tớ 33.333. Chương 9 Nguồn Mê truyện audio.com Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lần này dị năng giả ra ngoài đổi dầu thô kiếm vật tư là trịnh thụ ông ta trực tiếp chỉ lục thời minh sau đó lúc nhìn thấy danh sách đưa lên liền giật mình vì sao lại có tô nhuyễn nhuyễn chính cô ấy tự báo danh nói đến kẻ ngu này người đưa danh sách một mặt ghen tị tôi nghe nói là không nỡ xa bạn trai muốn đi cùng mỹ nhân xinh đẹp như vậy mà thật đáng tiếc nhưng mà đúng là anh bạn trai cũng không tệ cặp tình nhân có giá trị nhan sắc bình thường này đã sớm nổi tiếng trong khu sinh tồn sắc mặt trịnh thụ cực kỳ khó coi, lập tức xé nát tờ giấy bằng 10 ngón tay dây leo của mình. Thấy trịnh thụ nổi giận, người đàn ông kia hoảng sợ muốn trốn, lại không né được, bị dây leo siết cổ. Đây là zombie, ném ra ngoài. Trịnh thụ sắc mặt u ám nói với binh sĩ vũ trang ngoài cửa. Binh sĩ vũ trang nơm nớp lo sợ đi vào, kéo thi thể người đàn ông ra ngoài. Ở đây, dị năng giả chính là trời. Nói bạn là zombie thì bạn chính là zombie. Trịnh thụ chọn lục thời minh. Tô Nguyễn Nguyễn lại tự nguyện báo danh. Mà Nghe Dương sau khi nhìn thấy danh sách giữ im lặng, xoay người, cũng tự nguyện gia nhập. Cô ấy nói. Tôi cũng không phải là sợ hai người chết ở bên ngoài, chỉ là muốn tham gia mà thôi. À. Tô Nguyễn Nguyễn nghiêng đầu, đôi mắt to lúng liếng kia nhìn sang, thanh tịnh thấy đấy, sạch sẽ không chút bụi bặm giống như hai viên bi xinh đẹp bằng thủy tinh. Nghe Dương thấy bóng mình trong mắt cô. Cô ấy xoa đầu tô nhuyễn nhuyễn, sau đó ném cho cô một cây chủy thủ, kiếm ngắn, bên ngoài rất loạn, đến lúc đó tôi không thể bảo vệ được cô. Cô phải học cách tự vệ. Tô nhuyễn nhuyễn hai tay vung loạn, muốn nhận thanh chủy thủ kia. Cô đưa tay ra đỡ nhưng đỡ hụt, thanh chủy thủ rơi trên mặt đất. Nghe Dương. Ngu xuẩn, ngay cả một thanh chủy thủ cũng không đỡ nổi. Cô có thể làm gì? Rốt cuộc cô có thể làm gì? Tô Nguyễn Nguyễn ủy khuất nói. Có thể ăn. Nghe dương. Cuối cùng cũng xuất phát. Có mấy chục người làm mồi nhữ, đều là người già yếu tàn tật, mọi người ngồi trong xe quân đội. Nội thất trong xe rất thoải mái. Nhưng người thoải mái chỉ có một mình trịnh thụ. Bởi vì ngoại trừ một mình ông ta ngồi trên ghế Tất cả mọi người đều ngồi dưới đất, ngẩng cổ lên, giống như bán hàng đa cấp. Chỗ này trong CV ghi là ghế ông chủ, là cái loại ghế da xoay xoay của các tổng tài ấy. Tớ nghĩ trên xe làm sao mà có ghế ông chủ được nên chỉ để là ghế thôi. Tô Nguyễn Nguyễn dựa vào người lục thời minh, lén nhìn phía trên một chút. Trịnh thụ đang theo dõi cô, trong bóng tối, cả người ông ta như cái xác khô. Dây leo trên người còn đang vung vẫy lung tung nhìn cô chầm chầm xong, trịnh thụ lại bắt đầu oán hận lục thời minh. Cô Nguyễn Nguyễn biết trịnh thụ hận không thể ngay lập tức xuyên lục thời minh thành vịt nướng Bắc Kinh mà treo trên nóc xe hướng gió cho hả lòng hả dạ. Chỉ tiếc, pháo hôi như bọn họ không có loại mệnh này. Nơi góc khuất trong toa xe, người đàn ông thần sắc lạnh nhạt, không hề có động tĩnh gì. Nguyễn Nguyễn, anh mang cho em bánh mì này. Lục thời minh lấy ra một cái bánh mì từ trong túi áo đưa cho cô. Nghe Dương nói. Lương thực của chúng ta đều đã được định sẵn. Anh cho cô ấy rồi, anh ăn cái gì? Tuy lục thời minh có không gian, nhưng ở trước mắt bao người thế này, hắn không thể lấy đồ ra ăn. Lục thời minh lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, mặt sủng nịch nhìn tô nhuyễn nhuyễn nói. Thân thể nhuyễn nhuyễn không tốt, không thể bị đói. Người chung quanh lập tức bị cảm động phát khóc. Ở tận thế, vậy mà vẫn còn tình yêu cảm động trời đất, kiên trinh không dời như thế. Tô Nguyễn Nguyễn Rõ ràng là anh kén ăn, không muốn ăn. Nguyễn Nguyễn, mau ăn đi. Đây là anh đặc biệt để dành cho em. Không sao đâu, anh không đói. Tô Nguyễn Nguyễn cũng cảm động đến khóc luôn rồi. Cái bánh mì này quá cứng, rõ khô, ăn rất khó nuốt. Cô không muốn tiếp tục đùa dẫn loại nam chính tâm cơ boy này nữa. Trong xe rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh Tô Nguyễn Nguyễn gặm bánh mì. Tất cả mọi người đều là dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc, bởi vì bọn họ nhanh thôi sẽ phải mất mạng trong miệng zombie. Thậm chí ông già 70 tuổi ngồi cạnh Tô nhuyễn Nguyễn đã vừa khóc vừa gọi mẹ. "Ông ơi, ông đè lên chân cháu rồi." Tô Nguyễn Nguyễn kéo cái chân nhỏ của mình bị ông lão đè ra. "Ông lão tai không tốt, a, à, cô muốn ăn móng heo. Bây giờ không có móng heo." Tô Nguyễn Nguyễn. Sau khi lái xe được 2 tiếng, đến điểm thu thập vật tư. Đó là một trung tâm mua sắm lớn. Mọi người lần lượt xuống xe. Nghe Dương nắm chặt súng trong tay, nhìn thoáng qua trịnh thụ, nhắc nhở Lục Thời Minh. Anh cẩn thận. Lục Thời Minh Vân Đạm Phong khinh đứng ở nơi đó, hơi ngửa đầu, lộ ra đôi mắt đẹp và thân thể gầy yếu. Hình tượng yếu như gà kiên trì không sụp đổ. Từng hắn nhẹ nhàng ừng một tiếng, tâm tình dường như rất tốt. Thậm chí còn cúi đầu xoa xoa đầu nhỏ của Tô nhuyễn Nguyễn. Tô Nguyễn Nguyễn bị cái bánh mì kia làm nghẹn đến trợn trắng mắt. Cửa lớn của trung tâm mua sắm đóng chặt, bên trong có mấy con zombie mặc đồng phục bảo vệ. Các binh sĩ vũ trang giải quyết những con zombie kia, mọi người đi vào thu thập vật tư. Binh sĩ vũ trang chỉ quét sạch lầu một. Trịnh thụ chỉ vào lục thời minh, mày lên lầu trên nhặt quần áo mùa đông. Trên lầu khẳng định còn có zombie khác. Ý đồ của trịnh thụ cực kỳ rõ ràng. Lục thời minh đeo ba lô trên vai, đi lên lầu hai. Tô nhuyễn nhuyễn giống như cái đuôi nhỏ đuổi theo. Trịnh thụ nhíu mày, âm thầm cắn răng, mặt nhăn như quả bí ngô. Trịnh thụ trước kia là một người tàn tật. Thời điểm ông ta chào đời đã không có hai tay, bị ném vào cô nhi viện. Cuộc sống trong cô nhi viện không tốt, ông ta không có tay, ai cũng bắt nạt ông ta. Về sau, ông ta trưởng thành thì dựa vào tiền cứu trợ mà sống qua ngày. Ông ta tựa như con chuột sống trong cống ngầm, ai cũng có thể dẫm lên. Nhưng ông ta tuyệt đối không nghĩ tới, có một ngày, ông ta vậy mà còn có thể mọc ra tay. Ông ta rất yêu đôi tay này. Đôi tay cho ông ta hy vọng, cho ông ta quyền thế, cho ông ta hết thảy những gì ông ta muốn những người kia lúc đầu xem thường ông ta, bây giờ đều quỳ trên mặt đất cầu xin ông ta. Thậm chí bảo bọn họ liếm chân ông ta, bọn họ cũng sẽ tỏ ra vẻ cảm động đến rơi nước mắt. Trịnh thụ rất hưởng thụ những điều này. Ông ta biết, Tô Nguyễn Nguyễn chắc chắn cũng giống những con đàn bà khác. Chỉ cần thấy được sức mạnh của ông ta, hiểu được thế nào là tận thế tàn khốc, chắc chắn sẽ phục tùng ông ta. Ông ta có thể cam đoan, với dung mạo này của cô, ông ta có thể độc sủng một mình cô. Trịnh thụ cúi đầu, nhìn tay của mình, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Sau này, ông ta sẽ dùng đôi tay này giành lại mọi thứ. Lầu hai cũng có một zombie bảo vệ đi lang thang. Cô Nguyễn Nguyễn nhìn ông lão run lẫy bẩy sau lưng mình, nhắc. Ông ơi, chạy mau, zombie đến rồi. Cô bị cảm. Vậy phải mặc nhiều vào. Ai ia, vừa rồi tôi từ đâu tới vậy? Ông lão không chỉ tai không tốt, mà còn có chứng đảng trí tuổi già, ngay cả mắt cũng không tốt lắm. Zombie đã đến gần trong gan tất, rừ rừ. Ông lão lên tiếng chào, hả? Anh đến chơi sao? Vào đây chơi. Cô nhuyễn nhuyễn kéo ông lão đang chuẩn bị về nhà ăn cơm vào một cửa hàng đồ chơi trên lầu 2. Lần này số lượng mồi nhữ rất nhiều. Một số ở bên người trịnh thụ, bảo vệ ông ta số còn lại thì cố gắng vượt qua sợ hãi, tìm kiếm vật tư trong trung tâm mua sắm, cố gắng để có được một cơ hội sống sót. Bọn họ mặc danh kỳ diệu đi theo người đàn ông thoạt nhìn tưởng là yếu đuối nhất, dễ chết nhất, lên lầu 2, sau đó cùng đi vào cửa hàng đồ chơi. Mặc danh kỳ diệu. Bằng cách nào đó, khó hiểu, không giải thích được cửa hàng đồ chơi. Cái này có tác dụng gì sao? Lục Thời Minh nhét vào trong tay Tô Nguyễn Nguyễn một con búp bê Barbie xinh đẹp. Chơi tạm cái này. Mọi người. Nghe Dương. Tập mãi thành thói quen GPG. Mấy người đúng là chiếu mới, chưa từng trải. Đối mặt với chất vấn của mọi người, Lục Thời Minh bỗng nhìn sang bên cạnh, một tay bóp mặt mũm mỉm của Tô Nguyễn Nguyễn, nhéo nhéo. Mấy tháng trước, Nguyễn Nguyễn đói quá, uống nửa bình thuốc ngủ, may mắn là thuốc giả dừng một chút lục thời minh một mặt buồn rầu nhưng mà nghe nói thuốc giả cũng có hại với não lập tức ánh mắt mọi người xung quanh trở nên cổ quái tôi nhuyễn nhuyễn mấy người nghĩ đầu tôi chỉ để trang trí thôi sao cảnh cáo mấy người nếu dùng ánh mắt kia nhìn tôi coi chừng tôi cắn đó lục thời minh giữ chặt tôi nhuyễn nhuyễn đang chuẩn bị nổi bảo nào uống chút nước đi được rồi uống nước trước rồi dạy dỗ mấy người sau cửa hàng đồ chơi rất lớn, mười mấy người chen cùng một chỗ, đóng cửa thủy tinh lại, dằn co với con zombie bảo vệ bên ngoài kia. Ông lão đang nói chuyện phím cùng nó. Ông nói gà bà nói việc, cực kỳ vui vẻ. Lục thời Minh cầm lấy một con stream chicken, mở he hé cửa thủy tinh, sau đó ném ra ngoài. Stream chicken là con gà đáng ghét này nè các bạn. Zombie bảo vệ nện bước cứng ngắt, lan xuống thang máy đã ngừng hoạt động. Giải quyết xong zombie bảo vệ, Lục Thời Minh mở cửa cửa hàng đồ chơi, tiếp tục lên lầu trên. Lầu 3 là khu quần áo trẻ em. Lục Thời Minh cầm mấy chiếc váy nhỏ xinh xắn. Tô Nguyễn Nguyễn. Không nghĩ tới anh còn có loại đam mê này. Lục Thời Minh. Về sau cho con gái chúng ta mặc. Tô Nguyễn Nguyễn. Tô Nguyễn Nguyễn mở cửa sổ bên cạnh, mặt không đổi sắc nhô nửa cái đầu ra. Cao quá đi cô có chút sợ độ cao. Loại thao tác như nhảy lầu này độ khó quá cao. Tô Nguyễn Nguyễn yên lặng rụt đầu về. Chuẩn bị chọn kiểu chết tiếp theo. Lầu 4 là khu nữ trang. Lục thời minh chọn cho Tô Nguyễn Nguyễn mấy cái áo lông. Tô Nguyễn Nguyễn kiên quyết cự tuyệt, nhìn trúng một cửa tiệm khác. Nghe Dương nhỏ giọng mắng, cô làm cái gì đấy? Tôi muốn mặc áo lông trồn. Đang mùa hè cô mặc áo lông trồn làm gì? sau tận thế thời tiết thay đổi rất quái dị không còn bốn mùa rõ rệt chỉ có hai mùa mùa hè nóng như cái lò và mùa đông giá rét hiện tại đang là mùa hè nhưng mọi người vì tránh lây nhiễm virus zombie đều mặc quần áo dài tôi nhuyễn nhuyễn ôm lấy áo lông chồn không buông tôi muốn mặc áo lông chồn tôi muốn mặc áo lông chồn đây là lông chồn giả tôi cứ muốn tôi cứ muốn Mặt dày như vậy zombie tới cô chạy thế nào chính là vì không có khả năng chạy đó tôi nhuyễn nhuyễn chớp chớp mắt không chịu buông zombie đến rồi chỉ thấy cách đó không xa một zombie gì quét trọn đi từ nhà vệ sinh ra nghe dương nâng súng lên sau đó phát hiện súng của mình vậy mà bị hỏng nghe dương đưa tay móc ra mấy cây dây leo màu xanh trong nòng súng dây leo là trịnh thụ làm Mọi người đã chạy tứ phía. Ông lão thi triển bộ pháp đi ba bước lui hai bước, đi đi lại lại nguyên tại chỗ. Tô Nguyễn Nguyễn đi qua túng lấy ông ấy. Zombie gì quét dọn nhắm ngay Tô Nguyễn Nguyễn trắng nõn, xông lên cắn. Tô Nguyễn Nguyễn cảm giác được lực trên cánh tay mình, hưng phấn đến run người. Cuối cùng, cô đã chết được rồi. Tô Nguyễn Nguyễn Nghe dương quát to một tiếng, chân đạp bay con zombie kia. Tô Nguyễn Nguyễn vui vẻ cúi đầu, sau đó phát hiện gì quét dọn kia còn trẻ thế mà đã dùng răng giả. Chất lượng còn không tốt, cắn áo lông trồn giả của cô còn không rách. Tô Nguyễn Nguyễn. Cực không vui. chung quanh trầm mặt nửa khắc, đột nhiên bắt đầu điền cuồng lấy áo khoác lông chồn. Nghe Dương im lặng nửa khắc, cũng di theo chọn lấy một chiếc. Tô Nguyễn Nguyễn. Mấy người tôn trọng tôi một chút. Cảm ơn các bạn đã chờ. Xin hãy nhấn vào hình ngôi sao phía dưới để ủng hộ tới 333.333. 333. Chương 10 Nguồn Mê truyện audio.com Khi người lầu một thấy người lầu hai đi xuống trên người ai cũng mặc áo khoác lông chồn, trên mặt bọn họ lộ ra thập phần đặc sắc. Đám người sau lưng lục thời minh cười kinh bỉ. Đám phàm nhân ngu xuẩn như các ngươi thì biết cái gì. Nghe Dương đề nghị với lục thời minh, hay là anh cũng mặc một chiếc. Lục Thời Minh nói. Không sao, mọi người mặc đi. Tô Nguyễn Nguyễn hiểu ánh mắt của Lục Thời Minh. Chuyện ngu ngốc như vậy tôi tuyệt đối không làm. Tô Nguyễn Nguyễn. Mặt cười tâm không cười di pê dê. Sau khi xuống lầu, Tô Nguyễn Nguyễn ngạc nhiên phát hiện, mọi người cực kỳ tự giác, ngấm ngầm chia làm hai đội. Một đội là đám binh sĩ vũ trang theo chân trịnh thụ và một số người làm mồi nhữ. Một đội là do Lục Thời Minh lãnh đạo đội giả chồn binh sĩ vũ trang đứng một vòng xung quanh trịnh thụ ông ta quơ dây leo sắc mặt âm tàn nhìn chằm chằm lục thời minh tô nhuyễn nhuyễn không hiểu vì sao trịnh thụ lại kết thù với lục thời minh chẳng lẽ là do hào quang của nam chính sao lục thời minh đi lên nộp vật tư trịnh thụ nói đặt lên xe đi lục thời minh dẫn đầu đi ra ngoài đội giả chồn sau lưng ôm vật tư do dự đi theo Đột nhiên, phanh một tiếng, cửa chính bằng kính vỡ nát trước mặt Lục Thời Minh. Tô Nhuyễn Nguyễn ôm áo lông chồn trong tay, che cho cả mình và Lục Thời Minh. Mọi người nhao nhao dùng áo lông chồn để che. Đội Trịnh Thụ không có áo lông chồn bị miếng thủy tinh bắn vào chảy máu ròng ròng. Chuyện quái gì thế? Trịnh Thụ tức giận mắng. Dết dết, zombie." Con zombie kia biết, biết phá cửa. Cách đó không xa, một con zombie đứng trên mui xe giơ một tảng đá lớn qua đỉnh đầu đột ngột ném tới cửa thủy tinh vừa này là do nó ném vỡ thật đáng sợ sau lưng con zombie kia là vô số những con zombie khác đang dương nanh múa vuốt xông lên trịnh thụ vừa điên cuồng vung dây leo của mình vừa chạy về phía cửa sau trung tâm mua sắm binh sĩ vũ trang bên cạnh ông ta cũng bị dọa đến bắn súng lung tung trong chớp mắt hiện trường loạn thành một bầy ánh nắng cực nóng chiếu xuống, tốc độ của zombie chậm hơn ban đêm một nửa. Cửa của trung tâm mua sắm bị phá. Nơi này là khu phố phồn hoa nhất. Vô số zombie qua đường chen chúc mà xông lên. Á á á. Mọi người điên cuồng thét lên. Đội giả trồn chạy loạn, áo khoác lông trồn trên người nặng nề khiến bọn họ mồ hôi đầm đìa, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Tôi thấy hình như tôi cảm nắng rồi. Tôi cũng thấy hình như tôi có chút choáng. Trầm, trầm đội giả trồn lần lượt ngã xuống vì cảm nắng, zombie nếu không có âm thanh, không cử động thì không nhận ra được nên trực tiếp lướt qua bọn họ. Đội trịnh thụ đang chạy trốn. Bọn họ cũng muốn giả chết nhưng đáng tiếc không đủ gan để làm. Lên xe. Không biết từ lúc nào Lục Thời Minh đã lấy một chiếc xe điện từ trong không gian, sách Tô Nguyễn Nguyễn lên. Tô Nguyễn Nguyễn khẩn trương nói, "Phải đội mũ bảo hiểm." Lục Thời Minh xe điện nhỏ khỏi động nghe dương ngồi đằng sau tôi nhuyễn nhuyễn bị kẹp ở giữa lục thời minh ngồi đằng trước ba người ngồi sát vào nhau lục thời minh phụ trách lái xe nghe dương phụ trách bọc hậu tôi nhuyễn nhuyễn phụ trách bán manh đầu tôi rơi rồi đầu tôi rơi rồi tôi nhuyễn nhuyễn điên cuồng gào thét đó là mũ bảo hiểm không phải đầu cô nghe dương vỗ đầu cô à không có mũ bảo hiểm tầm nhìn của Tô Nguyễn Nguyễn rộng hơn rất nhiều. Gió hè nóng bức xen lẫn mùi zombie tanh hôi sông vào mũi. Tô Nguyễn Nguyễn ngồi gần phía trước, ngửi được mùi hương thanh lãnh như tuyết trên người lục thời minh. Cô nhịn không được hít hít, lại hít hít. Lách tách, lách tách. Sao vậy? Tô Nguyễn Nguyễn cảnh giác, sắc mặt hơi đỏ, hoảng hốt rời mặt mình khỏi lưng lục thời minh. Sau đó thấy rõ mặt cô như in lên lưng người đàn ông kia. Đó là do trời quá nóng, nên cô mới đổ nhiều mồ hôi như vậy, không thể trách cô. Tô Nguyễn Nguyễn đưa tay ra lau mồ hôi. Lau không hết, ngược lại làm cho mặt mình lem nhem như khóc. Hết điện rồi. Lục thời minh chân dài chống xuống đất, phanh con xe điện. Nghe Dương nhảy xuống xe. Lục thời minh cũng xuống theo. Tô Nguyễn Nguyễn chân ngắn, loay hoay xuống xe tá. Xe điện đổ, đè lên chân Tô Nguyễn Nguyễn. Nghe Dương nhanh chóng nhất xe diện lên. Không sao chứ. Tôi Nguyễn Nguyễn đang định nhảy nhót đứng lên, đột nhiên nảy ra một kế. Cơ hội tìm chết tốt như thế, sao cô có thể bỏ qua? A a a, chân tôi gãy rồi, gãy chân rồi. Hai người mặc kệ tôi đi. Lục Thời Minh đang chuẩn bị lướt qua. Không được, Nguyễn Nguyễn, anh sẽ không vứt bỏ em đâu. Không, anh mau vứt bỏ tôi đi, nếu không tôi cắn anh đó rừ rừ, zombie sau lưng hưng phấn đuổi theo. Á á á. Tô Nguyễn Nguyễn sợ hãi kêu lên, vắt chân lên cổ chạy, sau đó rầm một tiếng ngã sấp mặt. Hu hu hu, chân của cô hình như gãy thật rồi. Không sao, chỉ là bị bong gân thôi. Lan băm lục thời minh đi đến chẩn bệnh, nói kết quả, sau đó chậm rãi lấy từ trong không gian ra sợi dây thừng, thuần thục buộc Tô Nguyễn Nguyễn lên người mình tôi nhuyễn nhuyễn mặt sống không còn gì luyến tiếc nằm trên lưng lục thời minh. Lục thời minh nói, không sao đâu nhuyễn nhuyễn, đây là một loại phương pháp để trói lợn sống, rất chắc chắn, dù em có động cỡ nào cũng không bị rơi đâu. Tôi. lợn sống bị trói. Nguyễn Nguyễn, tôi biết ngay anh cố ý mà. Bỗng, từ cửa trung tâm mua sắm vang lên một tiếng gào thét như giả thú. Tôi Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy con zombie phá cửa vừa nảy nhảy cổ lên, tru như sói. Những con zombie vốn còn đi lung tung ngay lập tức trở về, còn hơi cúi đầu ủ rũ. Trở về trễ còn bị con zombie kia đánh cho một trận. Nháy mắt, zombie trên đường không thấy một bóng. Đây thật là... Quá thần kỳ. Nghe dương sắc mặt lạnh lùng nói. Zombie đã bắt đầu biến dị. Tô nhuyễn Nguyễn nghiêng đầu, biến dị người có dị năng thì zombie cũng có dị năng nhớ lại chuyện đời trước nghe dương thâm trầm thở dài một tiếng dị năng của con người sẽ càng ngày càng mạnh nhưng zombie tiến hóa rồi cũng không thể ngăn cản một ngày nào đó loài người và zombie sẽ trở thành đối thủ mọi người trở về phụ cận xe quân đội trịnh thụ đang ngồi trong xe thở phì phò trải qua trận zombie này ông ta hiện tại như cái xác khô mất nước binh sĩ vũ trang bên người ông ta không còn nhiều. Xung quanh toàn bộ đều là những cành cây và dây leo bị gãy. Chúng rơi trên đất, vẫn còn nhúc nhích. Lục thời minh cổng tô nhuyễn nhuyễn, ngồi sổn xuống. Tô nhuyễn nhuyễn hai chân chạm đất, bị ép thành chữ người anh em, anh có thể trước một câu không? Tô nhuyễn nhuyễn bắp chân run rẩy, cố gắng co lại. Lục thời minh nhặt lên một hạt giống màu xanh lá, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, khép lại bàn tay lúc mở ra hạt giống kia đã không còn bóng dáng, tô nhuyễn nhuyễn. sao anh luôn thích nhặt mấy thứ kỳ quái thế? sợ zombie tấn công lần nữa, mọi người tìm một chỗ dễ thủ khó công để trị thương rồi kiểm tra nhân số. đội trịnh thụ tổn thất nặng nề, mà đội giả trồn không thiếu một ai. đội giả trồn khóc hu hu, đây là may mắn cỡ nào vậy? tất cả mọi người đều rất mệt mỏi gặm xong màn thầu khô cứng thì lần lượt chìm vào giấc ngủ anh thoa chút rượu thuốc cho em là ổn ở góc khuất cô gái nhỏ ống quần rộng bị kéo lên lộ ra bắp chân trắng nõn mảnh khảnh dưới ánh trăng bắp chân trắng muốt như ngọc ngay cả ngón chân cũng là màu hồng phấn xinh đẹp tay người đàn ông trắng nõn xinh đẹp nhẹ nhàng nâng chân ngọc xinh xẻo kia hắn nghiêng người ngăn cản những ánh mắt của người khác cô nhuyễn Nguyễn cúi đầu nhìn mắt cá chân của mình nhìn kỹ thì thấy mắt cá chân có hơi sưng đỏ nhưng không nghiêm trọng lắm. Lục Thời Minh hai tay sức rượu thuốc, sau đó nắm chặt mắt cá chân tinh tế của cô, dùng sức nhấn mạnh một cái. A. À. Xuyệt! Lục Thời Minh nhét vào miệng tô nhuyễn nhuyễn một cái khăn lông, nói. Nhuyễn nhuyễn yên lặng một chút, coi chừng dẫn zombie tới. Dừng một chút, sau đó lại nói. Tất cả mọi người đang ngủ, đừng đánh thức bọn họ mắt tô nhuyễn nhuyễn đỏ lên, ngân ngấn nước. Đây là trả thù, đây chắc chắn là trả thù. Qua một đợt trị liệu của Lan Băm Lục thời minh, tô nhuyễn nhuyễn cả người ướt đẫm mồ hôi, không còn chút sức lực. Cô dựa vào người Lục thời minh, ngã đầu lên vai hắn, mắt díp lại, ngủ thiếp đi. Lục thời minh đưa tay lấy ra khăn lông trong miệng cô. Sau đó khép miệng nhỏ giúp cô. Trong đêm tối, tự hồ có vật gì đó đang cuộn trào cô nhuyễn nhuyễn gãi gãi cánh tay mình sợ phải thứ gì đó mềm nhũng cô mơ mơ màng màng mở mắt ra đối diện với đoạn dây leo nhỏ màu xanh đoạn dây leo kia như chồi non mới nhú hoàn toàn không giống dây leo của trịnh thụ trên đầu nó thậm chí còn có chút lá cây xanh xoăn xoăn cực kỳ mê. có một số bạn quen đọc manga thì hẳn đã quen từ mê. còn với những bạn không đọc thì mê có nghĩa là đáng yêu dây leo xanh nhạt nghiêng đầu một chút Tô Nguyễn Nguyễn cũng nghiêng đầu theo. Nó run run lá cây trên đầu mình. Tô Nguyễn Nguyễn. Tô Nguyễn Nguyễn há to miệng, còn chưa kịp hét lên đã bị lục thời minh bịt miệng. Xuyệt. Tô Nguyễn Nguyễn tránh trong ngực lục thời minh, run lẫy bẩy. Có yêu quái. Lục thời minh lấy rìu trong ba lô phía sau ra, chặt đứt đoạn dây leo kia. Dây leo nhỏ ủy khuất, đau đến run rẩy, nhanh chóng biến mất không còn tâm tích tô nhuyễn nhuyễn ông lục thời minh hu hu khóc người đàn ông trấn an vỗ vỗ đầu nhỏ của cô tay kia đặt lên eo nhỏ của cô đầu ngón tay hiện lên một màu xanh biếc ánh mắt người đàn ông dần tối sầm trong màn đêm tối càng thêm vẻ nguy hiểm hắn nghiêng đầu có chút nghi hoặc nhánh cây màu xanh nhạt lại mọc ra theo ngón tay thon dài trắng nõn của người đàn ông linh hoạt như con rắn nhỏ muốn chui vào tóc tô nhuyễn nhuyễn lục thời minh nhíu mày cắt đứt nó. Trồi non lần nữa biến mất. Lục thời minh nhắm mắt lại, có chút trầm tư. Hắn vừa rồi nhặt được hạt giống của trịnh thụ. Hạt giống có thể là mọc trong không gian, nhưng chắc chắn cần tưới nước linh tuyền. Không khống chế tốt, sẽ tự thò ra. Ánh mắt lục thời minh rơi xuống người tô nhuyễn nhuyễn. Hơn nữa tự hồ rất thích cô ấy. Luôn leo về phía cô. Hoặc là thích người sống hai mắt lục thời minh nheo lại, nhẹ nhàng vỗ vỗ tô nhuyễn nhuyễn, đút cho cô ngụm nước. Ngủ đi, không có chuyện gì. Tô nhuyễn nhuyễn nhắm mắt, không tin không phổi sau một khắc đã ngủ thiếp đi. Tô nhuyễn nhuyễn cho rằng mình đã ngủ thật lâu, thực ra cũng chỉ trong chốc lát. Cô nằm nghiêng, nhìn ra khe cửa. Cô thấy nơi cửa sổ ánh trăng trắng như sương, người đàn ông đứng ở nơi đó, dơ cao rìu. Tô nhuyễn nhuyễn nhắm chặt mắt lại hu 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 hu. Tạm biệt mẹ yêu, đêm nay con phải đi rồi, bịch một cái, Triều rơi xuống đất, đập vào đầu tô nhuyễn nhuyễn. Tô nhuyễn nhuyễn cảm thấy tê cả da đầu, cổ rụt lại. Một đoạn dây leo mềm nhũng rơi xuống, dính trên mặt tô nhuyễn nhuyễn, bị người đàn ông dùng chui triều hất ra. Tô nhuyễn nhuyễn. Ngài ghét bỏ mặt tôi đến cỡ nào vậy? Lục thời minh cầm đoạn dây leo nhỏ kia, ném ra ngoài cửa sổ sau đó chậm rãi ngồi xuống, lau sạch cái rìu yêu quý của mình, thoa baby cream, rồi cất vào trong ba lô. Thấy đầu ngón tay vẫn còn chút baby cream, lục thời minh từ bi thoa lên trên mặt tô nhuyễn nhuyễn. Tráng, mũi, hai bên gò má, cắm, đều thoa một lượt. Sau đó không chút khách khí xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trắng mềm mềm có chút mũm mỉm của trẻ con. Nguyễn Nguyễn giả vờ ngủ. Quy A à Quy người còn không bằng rìu. Ngủ một giấc, Ngày hôm sau, tôi nhuyễn Nguyễn đứng dậy, vì cái eo cứng ngắc cả một đêm không dám động đậy. Tôi đau thắt lưng. Ánh mắt không trong sáng của mọi người đột nhiên bắn đến. Đừng cho là chúng tôi không biết đêm qua hai người đã làm gì. Lục Thời Minh ôm nhu nói. Trẻ con sao lại đau eo chứ? Mọi người đoán được đoạn dây leo kia là gì chưa 33.333 hôm nay đổi gió nghe nhạc Âu Mỹ đi.